chư vị nghe lệnh, tiếp đó, chúng ta sẽ tiến công nhân tộc huyền vực bát trọng, ta tin tưởng nhân tộc tuyệt sẽ không dễ dàng để chúng ta đi tới chỗ hạch tâm của bọn họ, vì lẽ đó nhất định sẽ bày xuống phòng tuyến ngăn cản, mọi người ngàn vạn lần không thể xem thường. Hải Hoàng quát lạnh nói, vâng, rất nhiều cường giả hải tộc, cùng kêu lên chói tai, Hải Hoàng mệnh lệnh, bọn hắn tự nhiên không dám thất lễ. Ở dưới mệnh lệnh của Hải Hoàng, Hải tộc cẩn thận từng ly từng tí, bắt đầu tiến hành xâm nhập huyền vực bát trọng. Thánh Thành, liền ở vào huyền vực cửu trọng, mà tầng 8 là trở ngại cuối cùng trước cửu trọng, rất nhiều cường giả hải tộc vốn tưởng rằng nhân tộc trước không có tiến hành phản kích hữu hiệu, nhất định là chuẩn bị tụ tập binh lực ở tầng 8 tiến hành một hồi công phòng đại chiến. Nhưng khiến hải tộc không ngờ tới chính là, đại quân bọn hắn hầu như không có đụng phải bất kỳ trở ngại, liền ung um dung đánh vào tầng 8. Chương 1899, hải tộc tận thế 2. Hải hoàng đại nhân có phải là lo xa rồi không? ta xem nhân tộc là thật không có sức phản kháng. Lại đi tiếp, chính là huyền vực cửu trọng thánh thành, chỉ cần công phá cửu trọng, hải tộc ta sẽ triệt để chiếm cứ trọng địa nhân tộc. Cương giả hải tộc mừng rỡ như điên, không tốt, đột ngột, hải hoàng tựa hồ cảm nhận được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú hư không phía trước. ầm ầm chỉ thấy hư không phía trước trong nháy mắt nổ tung, từng cường giả khí tức rộng rãi, từ bên trong cất bước mà ra, đồng thời trên đường chân trời, một mảnh đại lục minh mông, chậm rãi dáng lâm che đậy xung quanh mấy trăm ngàn dặm lít nha lít nhít lên tới hàng ngàn hàng vạn cường giả nhân tộc xuất hiện ở xung quanh đại quân hải tộc những cường giả nhân tộc này mỗi cái mặc áo giáp màu đen cả người tỏa ra khí tức âm lạnh đại ý đồng thời mỗi một cái tu vi đều chỉ ít ở trên vũ đế nhị trọng còn vũ đế nhất trọng thì càng nhiều nhân tộc tại sao có thể có nhiều cường giả như vậy trong lòng hải hoàng cảm giác nặng nề cường giả nhân tộc đỉnh phong số lượng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn Bóng người lít nha lít nhít, mỗi một cái đều trên vũ đế, số lượng hầu như không thể nào tưởng tượng được. Tuy lần này hắn Hải tộc điều động mấy ngàn vạn đại quân, nhưng cường giả vũ đế nhiều nhất cũng chỉ gần 10 vạn, trong này còn bao gồm vũ đế nhất trọng đến vũ đế tam trọng đỉnh phong. Chư vị Hải tộc, chúng ta đã chuẩn bị rất lâu a. À. Ở thời điểm Hải tộc khiếp sợ, trong đám người, Diệp Thiên Thánh chủ, Phúc Thiên Ma Thánh, Cận Ly Phó Thánh chủ, Long Đạo nhân chậm rãi đi ra lạnh lẽo nhìn chằm chằm đại quân hải tộc, khóe miệng hiện ra nụ cười gần, ánh mắt kia, thật giống như nhìn một khối thịt mỡ. Một luồng uy thế hủy thiên diệt địa bao phủ ra, mạnh mẽ chân áp ở trên người chiến sĩ hải tộc. Phúc thiên ma thánh, nhiều tinh huyết cường giả như vậy, nên đủ để cổ ma chi địa dáng lâm chứ. Diệp thiên thánh chủ nhìn về phía phúc thiên ma thánh, từ tốn nói. Đủ rồi, hoàn toàn đủ rồi, ha ha ha, nhiều tinh huyết như vậy, chà chà, thật là khiến người ta hưng phấn. Phúc Thiên Ma Thánh liếm đầu lưỡi, gần giọng cười nói. Giữa hai người trò chuyện, hoàn toàn không nhìn cường giả Hải tộc, coi bọn họ không tồn tại. Trong lòng Hải Hoàng, nhất thời dâng lên một cảm giác không ổn, đặc biệt đại lục trôi nổi phía chân trời kia, càng cho hắn một loại cảm giác không cách nào chống lại. Lui lại, rút đi nơi đây, căn bản không chờ chiến tranh bạo phát, Hải Hoàng nhất thời lớn tiếng quát lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đám người Diệp Thiên Thánh chủ, lộ ra một tia kinh sợ. Hải tộc không khỏi rối loạn lên, không biết vì sao chiến tranh còn chưa bắt đầu, Hải Hoàng Bệ Hạ cũng đã ra lệnh cho bọn họ lui lại. Đã đến nơi này, Hà Tất vội vã rời đi như vậy, đều ở lại đây đi. Diệp Thiên cười lạnh, vung tay phải lên, quát, động thủ, cong 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 vù, tảng lớn linh ma tộc khôi lỗi, nhất thời từ trong cổ ma chi địa bay xuống, trong phút chốc, có mấy chục vạn khôi lỗi điên cuồng giết vào trong đại quân hải tộc. Xì xì, máu tươi, như hoa trong nháy mắt tỏa ra, cực kỳ sán lạn tiếng kêu thảm thiết kinh người cấp tốc truyền ra đại quân hải tộc nhất thời như gạt lúa mạch dồn dập đổ ngã đối mặt thánh thành cùng cường giả linh ma tộc hải tộc căn bản không có một chút sức chống cự mỗi một giây đều có vô số chiến sĩ vẫn lạc chuyện này căn bản là một hồi đồ sát không thể nhân tộc làm sao đột nhiên có nhiều cường giả như vậy vẻ mặt hải hoàng kinh nộ nhìn tảng lớn tảng lớn hải tộc vẫn lạc cả người hắn lửa giận mút trời trong lòng phẫn nộ đan sen không lo được do dự hải hoàng cầm trong tay tam xoa kích, cấp tốc nhằm về phía đám người diệp thiên thánh chủ, tam xoa kích vung lên, một đạo kích quang xanh thẳng, cấp tốc bạo lướt ra. Khóe miệng diệp thiên thánh chủ bật cười, hai tay nhẹ nhàng ép một chút, ầm, hải hoàng bổ ra ánh sáng, trong nháy mắt nổ tung, hóa thành bụi phấn dập tắt, một luồng khí thức cực kỳ kinh người, trong nháy mắt bao phủ ra, lực lượng lĩnh vực mãnh liệt, càng chấn động đến mức lĩnh vực của hải hoàng run rẩy không ngớt. Bán thánh, người cũng là cường giả bán thánh, sao có thể có chuyện đó? hải hoàng kinh nộ không ngớt vẻ mặt chấn động sở dĩ hắn dám xâm nhập thiên huyền đại lục hoàn toàn là bởi vì hắn đột phá bán thánh ở tình huống quy tắc không hoàn chỉnh như bây giờ bán thánh đã là cảnh giới tối cao hắn căn bản không có gì lo sợ nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là nhân tộc diệp thiên thánh chủ dĩ nhiên cũng là cường giả bán thánh này hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của hắn nếu như hắn sớm biết nhân tộc nắm giữ cường giả bán thánh hắn căn bản không thể dễ dàng như thế liền dám đánh vào huyền vực ha ha ha, Diệp Thiên Thánh Chủ, đây chính là hải tộc Hải Hoàng sao? Chỉ đến như thế, hai con người của Phúc Thiên Ma Thánh nhìn chằm chằm Hải Hoàng, phát sinh tiếng cười dữ tợn, thân hình hắn cấp tốc hóa thành một đạo ma khí, bao phủ về phía Hải Hoàng. Phá, Hải Hoàng tức giận hét lớn, trở tay bổ ra một kích. ầm ầm, Phúc Thiên Ma Thánh biến thành ma khí, trong nháy mắt bị hắn phá tan một khe hẹp dài, trong lỗ thủng ma khí, đạo đạo khí thức tà dị không ngừng bốc lên. Ha ha ha, thật sự có tài, tiếp một chiêu này của bản ma thánh. Trong sương mù màu đen, thân hình của Phúc Thiên ma thánh như ẩn như hiện, một bàn tay ma khí cấp tốc che đậy xuống, trong nháy mắt vỗ vào trên người Hải Hoàng. Hải thần bảo vệ, Hải Hoàng hét lớn một tiếng, bên ngoài thân xuất hiện một vòng bảo vệ xanh thẳm, bị đánh bay ra ngoài, vẻ mặt hắn kinh nộ, nhìn chầm chầm vào Phúc Thiên ma thánh. Ngươi, ngươi không phải nhân tộc, ha ha ha, bản ma thánh chính là linh ma tộc Phúc Thiên ma thánh, Phúc Thiên Ma Thánh giữ tận cười to, sau khi ở thánh thành chiến một trận, Phúc Thiên Ma Thánh hấp thu lượng lớn tinh huyết của cường giả nhân tộc, làm cho thực lực của hắn cũng khôi phục lại cấp bậc bán thánh. "Cái gì? Linh ma tộc?" Hải Hoàng kinh nộ lên tiếng, thân là hải hoàng, hắn làm sao không biết đại danh của linh ma tộc, ở thời đại viễn cổ, là chủng tộc tà ác bị bách tộc cộng phạt, là tồn tại tuyệt diệt thiên hạ a. Trận đại chiến viễn cổ đó, linh ma tộc không phải tử thương nặng nề, triệt để diệt tuyệt sao? Ngay cả linh ma đại lục cũng bị cường giả các tộc đánh vào thời không loạn lưu, lạc lối ở trên hư không, làm sao vẫn còn có cường giả sống sót? Chương 1900, của Minh Ma Tôn, càng làm cho Hải Hoàng sợ hãi chính là, nhân tộc dĩ nhiên cùng linh ma tộc hợp tác, lẽ nào nhân tộc không sợ linh ma tộc thoát phây, diệt luôn nhân tộc sao? Ngẩng đầu lên, Hải Hoàng nhìn bốn phía, từng linh ma tộc khôi lối cả người tỏa ra ma khí ngập trời, đang điên cuồng chém giết cường giả hải tộc, mỗi một giây đều có tảng lớn tảng lớn cường giả hải tộc vẫn lạc, tiên huyết bắn tung tóe, nhìn thấy mà giật mình. Đi, rời đi nơi này, mau chóng rời đi lãnh địa nhân tộc. Hải hoàng gào thét lên tiếng, kia là linh ma tộc a, lại tiếp tục như thế, hải tộc hắn nhất định sẽ toàn quân bị diệt. Vào giờ phút này, trong lòng hải hoàng tràn ngập hối hận, nếu như lại cho hắn một cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không chọn rời đi vô tận hải đi tiến công lãnh địa nhân tộc. Đi, mau trốn, hải tộc tứ thần tướng dục huyết phấn chiến mỗi cái trong mắt đều đỏ, không còn tâm chiến đấu, từng cái từng cái phá tan hư không, muốn trốn khỏi lần này. Nếu để cho các người đào tẩu, đó mới gọi buồn cười. Diệp Thiên Thánh chủ cười lạnh một tiếng, vung tay lên, cong 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 vù, ở các nơi trong huyền vực bát trọng, đột nhiên dâng lên từng đạo từng đạo ánh sáng mông lung, nhưng ánh sáng này, cấp tốc hình thành một trụ trời, bao phủ cả đại quân hải tộc vào trong đó. Lực lượng đáng sợ tràn ngập, các loại phù văn lóng lánh, lúc trước tinh huyết của lượng lớn cường giả hải tộc vẫn lạc, dồn dập dâng lên phía chân trời, hóa thành một trận văn màu máu cực lớn. Âm ầm, cổ ma chi địa ở giữa bầu trời được cỗ lực lượng này thoải mái, tỏa ra đạo đạo ánh sáng màu đen, từ trong hư không chậm rãi đi ra, một luồng lực lượng thời không kinh người, phong tỏa lại trong phạm vi mấy vạn dặm, nhốt hết thảy đại quân hải tộc ở bên trong. Xong, sắc mặt hải hoàng như cho nguội, từ trong đại lục kia, hắn cảm giác được một luồng lực lượng và khí thức kinh người đang thức tỉnh, nguồn lực lượng này, cho dù hắn thân là bán thánh, cũng cảm thấy sợ hãi vô ngần. Hơn nữa lúc này, xung quanh mấy vạn giảm hư không đã hoàn toàn bị phong tỏa, loại cường độ phong tỏa này, thậm chí hắn là bán thánh, cũng không cách nào mở ra, nói cách khác, bây giờ mấy ngàn vạn đại quân hải tộc đã hoàn toàn bị vây ở nơi này, trở thành cua trong giỏ. Hải tộc liệt tổ liệt tông, hải hoàng ta xin lỗi hải tộc. Khóe mắt hải hoàng chảy xuống hai hàng huyết lệ, chợt hắn đột nhiên ngẩng đầu, toàn thân tỏa ra sát cơ kinh người, ánh mắt đỏ như máu, biên cuồng nói. Nhân tộc cùng linh ma tộc muốn diệt hải tộc ta, cũng không dễ như vậy. Hết thảy tướng sĩ hải tộc nghe lệnh, giết cho ta, giết chết một là một, để nhân loại cùng linh ma tộc biết, muốn nuốt hải tộc ta, nhân tộc cùng linh ma tộc cũng phải gãy mấy cái răng. Cả người hải hoàng tỏa ra ánh sáng xanh thẳng, các loại hải tộc kỳ bảo ở quanh người hắn hiện lên, trong nháy mắt giết vào trong cường giả thánh thành cùng linh ma tộc khôi lỗi. Giết, giết một không thiệt thòi, giết hai cái kiếm lời một muốn diệt hải tộc ta không dễ như vậy từng tiếng giống phẫn nộ vang vọng thiên địa mấy người hải long tôn hội cũng điên cuồng liều lĩnh giết vào trong đám người đối mặt uy hiếp của cái chết rất nhiều cường giả hải tộc giống như điên cuồng bùng nổ ra thực lực trước nay chưa từng có lại chém xuống không ít cường giả thánh thành cùng linh ma tộc khôi lỗi song phương trong lúc đó bạo phát một hồi huyết chiến thế nhưng nhân tộc nắm giữ diệp thiên cận ly long đạo nhân cùng với phúc thiên ma thánh dù sao thực lực mạnh hơn quá nhiều hơn nữa khí tức trong cổ ma chi địa không ngừng chấn áp xuống, làm cho cường giả hải tộc không ngừng vẫn lạc. Nương theo lượng lớn tinh huyết gia nhập, cổ ma chi địa không ngừng đi ra hư không, rốt cục ở sau nửa canh giờ, ầm một tiếng. Một tòa đại lục chi vi mấy vạn dặm rốt cục triệt để dáng lâm huyền vực bát trọng. Ha ha ha, bổn ma tôn rốt cục thoát phây rồi, bao nhiêu vạn năm, bao nhiêu vạn năm a à. Một tiếng cười càn rỡ, hưng phấn, bá đạo, hung hăng, ở trong thiên địa vang vọng, chấn động đến mức hư không run rẩy cổ ma chi địa rốt cục ầm một tiếng nổ tung ra, từ trung phi lướt ra rất nhiều cường giả khí tức khủng bố. Đầu lĩnh kia, đầu sinh hai sừng, con mắt đỏ đậm, khắp toàn thân từ trên xuống dưới ma khí ngập trời, như địa ngục ác ma đi vào nhân gian. Nó vừa đến thiên địa, liền nhắm hải hoàng cả người đẫm máu, đột nhiên chộp tới. ầm ầm, bàn tay màu đen kia ẩn chứa quy tắc vô tận, hải hoàng cật lực muốn chống đối, nhưng hắn vốn bị thương nặng, càng không thể ra sức, bị bàn tay màu đen kia vồ bắt được. Khí tức huyết nhục thật tinh khiết, cha cha, cường giả linh ma tộc kia hưng phấn cười to, thôn phệ tinh huyết của hải hoàng vào trong cơ thể mình. Muốn cắn nuốt bổn hoàng, bổn hoàng chính là hải tộc hoàng thất, há dung bọn người khinh nhờn, cho dù chết, bổn hoàng cũng phải chết quang minh chính đại. Biết mình vô lực chạy trốn, hải hoàng đột nhiên xúc động huyền hải trong cơ thể, tự bạo thân thể mà chết, sóng trùng kích khủng bố bao phủ qua, không biết đánh chết bao nhiêu thánh thành cùng khôi lỗi linh ma tộc. Tên đáng chết này cường giả linh ma tộc kia nhìn bàn tay bị chấn thương rít gào không ngớt sau đó đột nhiên hút một cái lượng lớn tinh huyết như cầu vồng trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể hắn khí tức trong cơ thể hắn lập tức cấp tốc kéo lên mất đi hải hoàng chống đỡ lại có cường giả linh ma tộc gia nhập toàn bộ hải tộc không còn chút sức chống cự cuối cùng bị triệt để chém giết không một may mắn sống sót trên đại lục thi thể chết đi trồng chất như núi chảy ra dòng máu hội tụ thành vô số trường hà để huyền vực bát trọng như địa ngục giữa trần gian chúc mừng cổ minh ma tôn đại nhân thoát phây. Phúc thiên ma thánh vội vàng đi tới trước mặt cường giả linh ma tộc kia, quỳ một chân trên đất, biểu hiện kích động nói. Không sai, Phúc thiên ngươi làm không tệ. Cổ minh ma tôn gần giọng cười to nói, hắn thở một hơi thật dài, vẻ mặt dư vị. Bao nhiêu năm, không biết bị nhốt bao nhiêu năm, bổn ma tôn rốt cuộc tái hiện đại lục. Nó tùy ý cười to, ma khí ngập trời bao phủ, chấn động đến mức rất nhiều cường giả thánh thành cách đó không xa, từng cái từng cái sắc mặt trắng bệch, thân hình chập chờn Cái sát cơ nồng nặc kia, như muốn giết hết tất cả thế gian, khiến người ta biến thành một mảnh luyện ngục. Bao quát hai người cận ly phó thánh chủ, lòng đạo nhân, cũng ở dưới cỗ sát cơ này, hơi thay đổi sắc mặt. chương 1901, quy tắc không hoàn toàn một. Trong cường giả nhân tộc, chỉ có Diệp Thiên thánh chủ, ánh mắt trầm thấp, cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Một lát sau, hắn đột nhiên đi lên trước, nhìn cổ minh ma tôn lạnh nhạt nói. Chúc mừng cổ minh ma tôn thoát phây sự tình bản thánh chủ đáp ứng ma tôn đã hoàn thành không biết sự tình ma tôn đáp ứng bản thánh chủ khi nào mới thực hiện sắc mặt diệp thiên bình tĩnh không nhìn ra là tâm tư gì ngươi chính là lãnh tụ nhân tộc đời này cổ minh ma tôn mới từ trong mừng rỡ phục hồi tinh thần lại hai con người đen kịt mang theo tả ý vô tận nhàn nhạt miết ở trên người diệp thiên khóe miệng hiện ra vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười lớn mật ngươi là thứ gì dám cùng ma tôn đại nhân nói như thế không chờ cổ minh ma tôn mở miệng một tên cường giả linh ma tộc cùng thoát vây kia, dĩ nhiên hét lớn một tiếng, ngữ khí trào phúng, cả người sát cơ bốc lên. Cái sát cơ ác liệt kia, giống như đao phong, rơi vào trên người Diệp Thiên, không kiêng rẻ cùng thoái nhượng chút nào. Ánh mắt cường giả linh ma tộc kia nhìn Diệp Thiên, thật giống như nhìn một con chó. Làm sao, lẽ nào chư vị vừa thoát vây, liền chuẩn bị quang ân nhân của mình ra sau gáy. Diệp Thiên không chút động dung, chỉ cau mày nói, ngữ khí lạnh lùng. Ân nhân, ha ha, Ngươi chỉ là một con chó của linh ma tộc ta mà thôi lại coi mình thành ân nhân chỉ là bán thánh ở trước mặt linh ma tộc ta là cái dám gì cường giả linh ma tộc kia càn rỡ cười to nói long đạo nhân cận ly phó thánh chủ ở phía sau diệp thiên thánh chủ từng cái từng cái hơi biến sắc dồn dập nhìn về phía diệp thiên thánh chủ cường giả linh ma tộc kia cũng quá kiêu ngạo a à, nếu như không phải thánh thành bọn họ ra tay linh ma tộc sao có thể thoát phây bây giờ lại nói bọn họ là một con chó của linh ma tộc quả thực là quá làm càn. Chỉ là rất nhiều cường giả của linh ma tộc tỏa ra khí thế khủng bố, làm tất cả bọn họ đều sinh lòng kiêng kỵ, không dám làm bừa. Trong lúc nhất thời, trên huyền vực bát trọng thi thể như núi, cường giả thánh thành và cường giả ma tộc dương cung bạt kiếm, bầu không khí cực kỳ ngưng trệ. Cổ Minh Ma Tôn, người cũng cho rằng như thế. Diệp Thiên Thánh Chủ không hề bị lay động, nhàn nhạt nhìn về phía cổ Minh Ma Tôn. Ta tin tưởng nếu cổ Minh Ma Tôn thân là lãnh tụ linh ma tộc kiến thức tuyệt đối không phải linh ma tộc bình thường có thể so sánh. Trong ánh mắt cổ minh ma tôn lóe lên lệ mang, trên người tản mát một luồng khí thức quái dị, nhếch miệng cười nói. Bổn ma tôn đương nhiên, hả, nó đột nhiên biến sắc, nhíu mày nói. Tại sao bổn ma tôn không cảm ứng được thiên giới tồn tại, còn có quy tắc thiên địa này, tại sao thực lực của bổn ma tôn không cách nào khôi phục lại thánh cảnh. Cổ minh ma tôn ở thời đại viễn cổ, thuộc về bá chủ trong linh ma tộc, một thân tu vi thông thiên triệt địa, dưới cái nhìn của nó, sau khi mình thoát vây, hấp thu nhiều tinh huyết như thế, tu vi tất nhiên sẽ ngay lập tức khôi phục lại thánh cảnh. Đến thời điểm đó nhân tộc nào, thiên huyền đại lục gì, còn không phải tùy ý linh ma tộc hắn nhào nặn. Nhưng làm hắn cảm thấy khiếp sợ chính là, thời điểm khí tức trong cơ thể hắn khôi phục đến bán thánh đỉnh phong, dĩ nhiên không cách nào lại vượt lên nữa, phảng phất như có một đạo bình phong vô hình, gắt gao kiềm chế ở cảnh giới này. Hơn nữa, lấy tu vi của hắn, dựa theo đạo lý có thể dễ dàng nhận biết được thiên giới tồn tại, một khi đột phá thánh cảnh hoàn toàn có thể vũ phá hư không tiến vào vị diện cao hơn có thể hiện tại hắn dĩ nhiên không cảm ứng tới thiên giới này hoàn toàn vượt qua hắn dự đoán cổ minh ma tôn vùng thế giới này cùng đại lục mà lúc trước linh ma tộc ngươi ngang dọc đã tuyệt nhiên không giống muốn đột phá thánh cảnh tuyệt đối không phải chuyện đơn giản diệp thiên thánh chủ từ tốn nói vẻ mặt bình tĩnh hả là như vậy sao cổ minh ma tôn cao mày quay đầu nhìn về phía phúc thiên ma thánh Cường giả linh ma tộc còn lại phía sau cổ minh ma tôn, cũng đều cao mày, nhìn về phía phúc thiên ma thánh. Ở thời đại viễn cổ, bọn hắn mỗi người đều là cường giả trên thánh cảnh, nhưng hiện tại, trong bọn hắn không có người nào có thể nhận biết được thiên giới tồn tại. Đây tuyệt đối không bình thường, cổ minh ma tôn đại nhân, vùng thế giới này tựa hồ ở sau thời đại viễn cổ, sản sinh biến hóa gì đó, dẫn đến thiên địa quy tắc không hoàn toàn, đã không cách nào sinh ra cường giả thánh cảnh, hơn nữa, nơi này và thiên giới tựa hồ cũng mất đi câu thông, theo thuộc hạ thăm dò được biết, mấy chục ngàn năm qua, toàn bộ đại lục đã không còn có người đột phá thánh cảnh, bước vào thiên giới. Phúc Thiên Ma Thánh sớm thoát vây đi tới thiên huyền đại lục hơn 100 năm, đối với sự tình của thiên huyền đại lục, tự nhiên hiểu rõ không ít. Quy tắc không hoàn toàn, cổ minh ma tôn lắc đầu một cái, nếu như chỉ là quy tắc không hoàn toàn, căn bản không thể xuất hiện tình huống như thế. Cái gọi là thiên địa quy tắc không hoàn toàn, nhiều nhất chỉ có thể để cường giả vũ đế hiện tại, không cách nào lĩnh ngộ đại đạo quy tắc, bước vào thánh cảnh mà thôi, nhưng bọn hắn ở thời đại viễn cổ, bản thân là cường giả thánh cảnh, đối với quy tắc lĩnh ngộ, thậm chí vượt qua quy tắc trên đại lục này, nhưng cho dù như thế, bọn hắn cũng đồng dạng không thể bước vào thánh cảnh, bởi vậy có thể thấy được, tuyệt đối không phải quy tắc không hoàn toàn đơn giản như vậy. Hơn nữa Cổ Minh Ma Tôn có loại cảm giác, sở dĩ hắn không cách nào đột phá thánh cảnh, không phải bởi vì quy tắc không hoàn toàn, mà là thiên địa này, trong cõi u minh có một nguồn lực lượng áp chế bất kỳ thánh cảnh nào sinh ra. Trên đại lục này đến tột cùng ở thời đại viễn cổ xảy ra biến cố gì, lại dẫn đến tình huống như vậy phát sinh, tâm tư của Cổ Minh Ma Tôn lưu chuyển, liên tiếp nghĩ đến rất nhiều khả năng, đều không nghĩ tới nguyên nhân chân chính. Không biết Cổ Minh Ma Tôn đối với bản thánh chủ nói, có kiến giải gì không? Diệp Thiên Thánh chủ thấy Cổ Minh Ma Tôn vẫn trầm mặc không nói, lúc này lạnh lùng hỏi. "Ha ha ha, Cổ Minh Ma Tôn nhất thời nở nụ cười, nơi sâu xa đáy mắt lướt qua một tia lệ mang mịt mờ, hắn cười nói: Bản tôn chính là linh ma tộc Ma Tôn, đương nhiên sẽ không vì tư lợi mà bội ước. Và, chương 1902, quy tắc không hoàn toàn hai. Nói xong, Cổ Minh Ma Tôn xòe bàn tay ra, trong tay nhất thời hiện lên một cái hộp đen. Đây là linh ma tinh huyết mà bổn Ma Tôn đáp ứng ngươi, luyện hóa tinh huyết này, liền có thể câu thông thiên địa ma khí, hóa thân bán ma thân cho ngươi. Cổ Minh Ma Tôn vung tay lên, hộp ngọc bắn về phía Diệp Thiên Thánh Chủ, tuy tốc độ không nhanh, nhưng Diệp Thiên Thánh lại bay lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Thân sắc hắn bất biến, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, trên người đột nhiên sáng lên một vầng sáng mông lung, nếu như có người xuyên thấu qua áo bào của hắn liền có thể nhìn thấy, trên thân thể của hắn đột nhiên sáng lên từng đạo từng đạo phù văn quỷ dị, giống như nòng nọc không ngừng lưu truyền. Hai tay biến ảo làm một đạo ảo ảnh, bộc một tiếng, Diệp Thiên tiếp hộp ngọc kia ở trong tay. Ha ha, cổ minh ma tôn quả nhiên nhất ngôn cửu đỉnh, bản thánh chủ không nhìn lầm người. Diệp Thiên khẽ mỉm cười, mở ra hộp ngọc, một giọt máu tươi đen ngòm trôi nổi ở trong đó, tỏa ra ma khí tại ý lạnh lẽo, Diệp Thiên mắt sáng lên, khép hộp ngọc lại, thu vào không gian giới chỉ. Nếu như có người tỉ mỉ, liền có thể phát hiện thân hình của hắn nhẹ nhàng lay động một chút, sắc mặt hơi trắng bệch. Ha ha, đó là tự nhiên, bổn ma tôn đáp ứng, đương nhiên sẽ không đổi ý. Cổ minh ma tôn khẽ mỉm cười, ánh mắt mang theo âm lạnh, thực lực của Diệp Thiên Thánh Chủ, nằm ngoài dự đoán của nó, lại đỡ lấy hộp ngọc, xem ra tùy tiện cùng đối phương trở mặt không phải lựa chọn sáng suốt a à. nghĩ lại trong lúc đó cổ minh ma tôn cũng đã làm ra quyết định hiện tại hắn vừa thoát phây đối với thiên huyền đại lục hiện tại còn không phải hiểu rõ tiếp tục cùng diệp thiên thánh chủ hợp tác đối với song phương mới có lợi diệp thiên thánh chủ người và ta trong lúc đó hợp tác có thể tiếp tục a à. cổ minh ma tôn cười nói tự nhiên không thành vấn đề diệp thiên thánh chủ gật gù nhưng nơi sâu xa trong con ngươi lặng yên lướt qua một tia ánh sáng không tên Đi thôi, bổn ma tôn ngắm nghĩa cẩn thận, bây giờ thiên huyền đại lục này, đến tột cùng đã biến thành cái dáng dấp gì. Lúc này, cổ minh ma tôn mang theo rất nhiều cường giả cùng khôi lỗi linh ma tộc, dồn dập bay lượn mà lên. Thánh chủ đại nhân, cận ly cùng long đạo nhân âm trầm đi tới, trầm giọng nói. Vừa nãy linh ma tộc cũng quá kiêu ngạo, vừa thoát vây, suýt chút nữa trở mặt không quen biết. Linh ma tộc nhất quán như vậy, đối với bọn hắn mà nói, không có giao tình, có chỉ là lợi ích trần trụi cùng nhược nhục cường thực, diệp thiên thánh chủ cười lạnh một tiếng chúng ta đi theo sau có linh ma tộc chúng ta mới có hy vọng đột phá thánh thành diệp thiên thánh chủ mang theo rất nhiều cường giả thánh thành cấp tốc truy về phía đội ngũ cường giả linh ma tộc sau nửa canh giờ bọn họ liền nhìn thấy rất nhiều cường giả linh ma tộc đang ở trong một thành trì của huyền vực lục trọng trắng trợn giết chóc ha 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 mấy tên cường giả linh ma tộc kia từng cái từng cái cười to cả người tỏa ra ma khí ngập trời những ma khí này che đậy toàn bộ thành trì hết thảy võ giả bị ma khí bao trùm đều điên cuồng dẫy ruộng, từng cái từng cái thê thảm kêu to, cả người chảy ra máu ngủ, nhưng không thể nhanh chóng vẫn lạc, chỉ có thể chậm chậm chết đi. Cảnh tượng như vậy, cái gọi là địa ngục, cũng chỉ đến như thế. Những nhân tộc này trước khi chết tỏa ra oán khí, thống khổ, phẫn nộ. Nhất thời hóa thành từng đạo từng đạo oán linh vô hình, bị những cường giả linh ma tộc kia hút vào trong cơ thể. Mắt trần có thể thấy, khí tức trên người những cường giả linh ma tộc này, sau khi hấp thu lượng lớn nhân tộc oán linh, đang chậm rãi tăng lên. Hừ, những linh ma tộc này không thể chờ đợi được nữa đã nghĩ khôi phục thực lực, cũng được, vừa vặn để những linh ma tộc này chinh chiến thiên hạ cho chúng ta. Diệp Thiên Thánh chủ cười lạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn dân chúng thống khổ dẫy ruộng phía dưới, không có một tia thương hại. Không có ai nhìn thấy, trên đỉnh đầu Diệp Thiên Thánh chủ, một võ hồn hư vô hiện lên, cái võ hồn kia, phảng phất như không tồn tại, ở thời điểm cường giả linh ma tộc đồ giết võ giả nhân tộc, hấp thu từng tia lực lượng thần bí lưu tán trong hư không. Từng tia hắc khí thông qua võ hồn chậm rãi hòa vào trong cơ thể Diệp Thiên, loáng thoáng tựa hồ có âm linh gào thét. Thế nhưng toàn bộ quá trình này, cho dù là cường giả như Cổ Minh Ma Tôn cũng không có cảm giác được, lặng yên không một tiếng động. Vẹn vẹn chỉ chốc lát, mấy triệu võ giả cùng dân chúng trong thành trì này, tất cả đều bị cường giả linh ma tộc đánh giết, hóa thành từng bộ xương khô, cả người mục nát vặn vẹo trước khi chết chịu đựng thống khổ cực lớn. Ha 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 khí tức sinh linh chính là tươi đẹp a à, bao nhiêu năm cũng không nếm trải mỹ vị như vậy những cường giả linh ma tộc này từng cái từng cái cả người lỗ chân lông triển khai một bộ hưởng thụ sinh linh trong thành trì này vẫn là quá ít mới ăn lửng dạ đói bụng nhiều năm như vậy là nên ăn no nê ha 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 đi đi tòa thành tiếp theo veo 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 những cường giả linh ma tộc này sau khi nuốt một thành trì nhân tộc lần thứ hai bước vào hư không bay về phía tòa thành tiếp theo veo lúc này trong hư không một bóng người hư vô đột nhiên xuất hiện ở địa vực hải tộc bị diệt nhìn thấy thây chất thành núi máu chảy thành sông trong lòng diệp huyền cảm thấy cực kỳ chấn động hải tộc dĩ nhiên bị diệt bóng người màu đen tỏa ra khí thức võ hồn vẻ mặt khiếp sợ hắn cấp tốc xẹt qua núi thây rất nhanh đi tới trước một đống núi thây từ bên trong lấy ra một quả cầu thủy tinh quả cầu thủy tinh này chính là diệp huyền lúc trước ở vô tận hải nô dịch ngân xa vũ đế ghi chép lúc trước thời điểm rời đi vô tận hải diệp huyền vẫn chưa giải trừ nô dịch trên người ngân xa vũ đế mà phái ngân xa vũ đế trở về hải tộc đồng thời ẩn giấu thực lực của mình trở thành một trưởng lão phổ thông trong hải tộc ngân sa tộc vì không đưa tới đám người hải hoàng chú ý diệp huyền cố ý để ngân xa vũ đế ở thời điểm hải tộc đã tiến công huyền vực làm bộ đội đến tiếp viện gia nhập trong đại quân hải tộc thời điểm thánh thành tiến công hải tộc diệp huyền ngay lập tức được ngân xa vũ đế truyền ra tin tức bởi vậy để thôn vệ võ hồn đến đây tìm hiểu không ngờ hắn nhìn thấy là thi thể hải tộc trồng chất như núi. chương 1903, phải đi con đường nào? Vừa mới qua bao lâu, một tộc cũng đã vẫn lạc, trong lòng Diệp Huyền âm thầm khiếp sợ, lúc này thôi thúc quả cầu thủy tinh mà ngân sa vũ đế ở khi đại chiến bắt đầu liền ghi chép. Trong thủy tinh, lập tức hiện hiện ra cảnh tượng thánh thành cùng hải tộc đại chiến, bao quát linh ma tộc giáng lâm, cổ minh ma tôn đánh giết hải hoàng. Giết chóc đẫm máu, cùng lực lượng đáng sợ to lớn, để trong lòng Diệp Huyền âm thầm khiếp sợ linh ma tộc dĩ nhiên triệt để giáng lâm hiện tại hải tộc đã diệt đón lấy mục tiêu của thánh thành rất có thể chính là các thế lực lớn bọn họ trong lòng diệp huyền không khỏi sản sinh lo lắng nồng đậm từ trong quả cầu thủy tinh ghi chép cảnh tượng đến xem những cường giả linh ma tộc kia hiện nay bọn họ căn bản không có một có thể ngăn cản được đi đi xem xem những linh ma tộc này đến tột cùng đang làm gì biết lo lắng vô dụng diệp huyền dọc theo khí thức linh ma tộc rời đi trong bóng tối đi theo một thành trì hoang phế nhất thời hiện ra ở trước mặt hắn, toàn bộ thành trì thây chất thành núi, máu chảy thành sông, giống như địa ngục giữa trần gian. Nhìn thấy thi thể nhân tộc thê thảm trong thành trì, trong lòng Diệp Huyền tức giận không thôi, người của Linh Ma tộc quả thực là phát điên, vô nhân tính, lại trực tiếp đồ thành, còn có thánh thành kia, thực sự là quá đáng ghét, vì bản thân tư lợi, dĩ nhiên cấu kết với Linh Ma tộc. Mặc kệ mục đích của đám người Diệp Thiên Thánh chủ là gì, nhưng hắn nương nhờ vào Linh Ma tộc, thả Linh Ma tộc ra ngoài, kia là thiên đại tội ác, bất luận làm sao cũng không thể cọ rửa sạch sẽ. Diệp Huyền một đường lần theo, liên tiếp nhìn thấy năm tòa thành trì nhân loại hóa thành luyện ngục, hơn 10 triệu nhân loại dân chúng bởi vậy vẫn lạc, các loại oan hồn ở trong thiên địa gào thét, tình cảnh đó chính là nhân gian thảm kịch, bất luận người nào nhìn thấy, đều sẽ không nhịn được gào thét. Diệp Huyền rốt cuộc biết tại sao tử khấu tôn giả nói một khi linh ma tộc thoát phây, đối với bất kỳ đại lục nào cũng là một tai nạn, vì tăng lên thực lực của mình, những người này căn bản không có nửa điểm nhân tư, đối với bọn hắn mà nói, giết chóc cùng dần vặt vốn là một loại bản năng, một loại lạc thú. Diệp Huyền vô cùng phẫn nộ, hắn chăm chú siết nắm đấm, hắn hận mình vô năng, nếu như hắn có đủ thực lực, nhất định sẽ một mình giết về phía Thánh Thành, để những tên khốn kiếp kia biết kết cục lạm sát kẻ vô tội. Nhưng mà hắn không hiểu chính là, vì sao Thánh Thành lại làm như thế? Lẽ nào đám người Diệp Thiên như vô lượng sơn nghiêm vương sơn chủ, đã bị linh ma tộc đoạt xá sao? Diệp Huyền lắc đầu, không giống, Diệp Thiên Thánh chủ rõ ràng còn có ý thức tự chủ, không có bị linh ma tộc đoạt xá. Nhưng mà tại sao bọn họ phải làm như vậy? Lẽ nào chỉ vì nhất thống đại lục, hợp tác với linh ma tộc, vốn là tranh ăn với hổ, lẽ nào Diệp Thiên không biết? Diệp Huyền không nghĩ ra, hắn chỉ biết, mình bây giờ, nhất định phải mau chóng tăng cao thực lực, bằng không khó thoát kết cục vẫn lạc. Trong quá trình mang theo cường giả Nguyệt Thần cung cùng Huyền Quang các lui ra huyền vực, Diệp Huyền tu luyện càng thêm khắc khổ từng giây từng phút đều không muốn lãng phí cùng ngày tin tức đại quân hải tộc bị diệt liền truyền khắp các thế lực lớn khi cường giả các thế lực lớn nhìn thấy quả cầu thủy tinh mà diệp huyền đưa tới mỗi một người đều khiếp sợ linh ma tộc thực sự là đáng sợ vốn thánh thành cũng đã đủ để các thế lực lớn hoảng sợ bây giờ linh ma tộc triệt để giáng lâm trong lòng mỗi người đều nặng trình trịch phảng phất như để lên một ngọn núi lớn trải qua nửa tháng lui lại đám người diệp huyền rốt cục một lần nữa trở lại thiên đô phủ Thiên đô phủ ở vào đông vực, bởi vậy vẫn chưa bị hải tộc xâm lấn lan đến gần, cũng không biết trong huyền vực đã phát sinh tất cả, thậm chí toàn bộ đại lục, tuyệt đại đa số thế lực còn chẳng hay biết gì. Ở dưới đám người hoàng phủ Tú Minh bồi dưỡng, toàn bộ thiên đô phủ hiện ra một cảnh tượng phồn vinh. Nhìn thấy đám người Diệp Huyền trở về, rất nhiều cường giả lưu thủ thiên đô phủ đều mừng rỡ không thôi. Bao quát một ít thành trì xung quanh thiên đô phủ, hết thảy thành trì được huyền quang các nắm trong tay, đều một mảnh an lành, giống như tận thế không có đến trước đây diệp huyền vẫn chưa cảm thấy làm sao nhưng bây giờ nhìn đến cảnh tượng tốt đẹp như thế nghĩ đến thảm trạng linh ma tộc tàn sát con dân huyền vực diệp huyền liền không khỏi thống khổ nhắm hai mắt lại nếu toàn bộ đại lục đều biến thành dáng dấp như vậy cái kia sẽ tàn khốc như thế nào diệp huyền mở mắt ra một tia lệ mang lướt qua còn người kiên định trước nay chưa từng có hắn tuyệt đối không cho phép tất cả những thứ này phát sinh cho dù liều mạng hắn cũng phải bảo vệ cẩn thận tất cả những thứ này nghĩ tới đây lúc này Diệp Huyền đứng lên, chỉ là như vậy, căn bản không thể đánh bại thánh thành linh ma tộc, hắn nhất định phải có thực lực đối kháng. Sao Nguyệt, Hắc Long Cung Chủ, Hoàng Phủ Tú Minh, các người an bài xong rút đi, ta đi ra ngoài một chút. Diệp Huyền truyền đạt cho đám người Hắc Long Cung Chủ xong, liền muốn rời khỏi thiên đô phủ. Tiêu giao, người muốn đi nơi nào, ta chuẩn bị đi yêu tộc một chuyến. Yêu tộc, không sai, chỉ dựa vào nhân tộc chúng ta, căn bản là không có cách chống đỡ linh ma tộc xâm lấn, chỉ có liên hợp yêu tộc mới có một đường khả năng. Diệp Huyền kiên định nói, nhưng mà yêu tộc sẽ đáp ứng sao? Đám người Hoàng Phủ Tú Minh khó có thể tin nói, ở trong lịch sử của thiên huyền đại lục, yêu tộc cùng nhân tộc luôn là tử địch, đối kháng không biết bao nhiêu năm, sẽ cùng nhân tộc liên hợp sao? Sẽ, nhất định sẽ, bởi vì đây là cơ hội duy nhất, yêu tộc chắc chắn sẽ không cho phép linh ma tộc chiếm cứ toàn bộ đại lục. Diệp Huyền kiên định nói, dựa theo quy định trước đó thương nghị, Đám người Hắc Long cung chủ lập tức dẫn dắt cường giả Huyền Quang các dồn dập đi tới nơi bảo vệ. Trong đó, một ít cao thủ Vũ Đế trở lên đi tới thần đô, mà những người còn lại thì ở dưới mấy người còn lại dẫn dắt đi tới một phương hướng khác. Mà Diệp Huyền thì cấp tốc đi tới Vô Tận Sơn mạch. Trong quá trình bay lượn, Diệp Huyền không có bất kỳ nghỉ ngơi, mình ý thức rót vào trong Hoang Thiên Tháp. Tử Khấu Tiền Bối, hiện tại cường giả Linh Ma tộc đã giáng lâm, đang tàn sát dân chúng Thiên Huyền Đại Lục ta có biện pháp gì có thể đánh bại chúng nó hay không? Ánh mắt của Diệp Huyền kiên định nói, chương 1904, tử khấu giáo dục. Tử khấu tôn giả đến từ viễn cổ, kiến thức phi phàm, có khi từ hắn có thể có được phương pháp đánh bại linh ma tộc. Linh ma tộc lại thật sự dáng lâm, tử khấu tôn giả ngẩn ra, chợt thở dài một hơi. Linh ma tộc thực lực phi phàm, muốn đánh bại bọn họ, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, có điều cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Là biện pháp gì? là ngươi đột phá đến thánh cảnh, Tử Khấu Tôn giả mỉm cười nói: "Nếu như ta không đoán sai, sau khi cường giả linh ma tộc kia giáng lâm, tu vi hẳn là ở bán thánh đỉnh phong, lấy thiên phú của ngươi, chỉ cần ngươi đột phá đến thánh cảnh, đến lúc đó đánh giết đối phương, dễ như ăn cháo." Diệp Huyền cười khổ, "Đột phá thánh cảnh, nói nghe thì dễ, nếu như thật sự dễ đột phá như vậy, thiên huyền đại lục nhiều năm như vậy cũng sẽ không đến mức ngay cả một thánh cảnh cũng không có." Có điều hắn nghi hoặc chính là tử khấu tôn giả làm sao biết tu vi của cường giả linh ma tộc ở bán thánh đỉnh phong. Bây giờ nghĩ một hồi, tựa hồ đúng là như thế, nếu như cường giả linh ma tộc kia là thánh cảnh, thì sẽ không ở dưới hải tộc hải hoàng tự bạo bị thương. Có thể thấy được tuy tu vi của cổ minh ma tôn ở trên hải hoàng, nhưng cũng không đến nỗi vượt qua một đại cấp. Tử khấu tôn giả tựa hồ biết Diệp Huyền ý nghĩ, cười cợt nói. Kỳ thực đột phá thánh cảnh, cũng không phải sự tình đặc biệt khó gì, cái gọi là thánh cảnh, kỳ thực là cảnh giới ngự trị ở trên quy tắc của đại lục này, khi người đối với quy tắc của thiên huyền đại lục lĩnh ngộ đến cực hạt, thậm chí siêu thoát quy tắc đại lục, chính là thánh cảnh, mà cái gọi là vũ phá hư không, cũng chỉ là bởi vì quy tắc đại lục không thể chịu đựng lực lượng của ngươi, chủ động bài xích ngươi đi, bởi vì ở trong ý chí của đại lục, cho rằng lực lượng của ngươi đối với quy tắc đại lục vận chuyển là một loại uy hiếp, tử khấu tôn giả, để diệp huyền đam chiêu, nguyên lai thánh cảnh chính là như thế. Trầm tư qua đi, trong con người của hắn hơi lướt qua vẻ ảm đạm hắn bây giờ còn ở cửu giai tam trọng đỉnh phong ngay cả bán thánh cũng không có đạt đến khoảng cách thánh cảnh quá xa huống chi vùng thế giới này đã vô số năm không có sinh ra cường giả thánh cảnh có thể thấy được quy tắc của vùng thế giới này e là từ lâu không hoàn chỉnh hắn còn có thể ở tình huống như vậy lĩnh ngộ đại đạo quy tắc sao diệp huyền cười khổ lắc đầu kỳ thực không cần thiết hủ rũ như vậy thánh cảnh cũng không phải sự tình đặc biệt xa xôi tử khấu tôn giả ngẩng đầu lên trên người hắn đột nhiên thả ra một luồng khí thế không gì địch nổi, khí thế kia so với đám người Diệp Thiên Thánh chủ cùng Hải Hoàng thì mạnh hơn nhiều. Diệp Huyền cảm giác giờ khắc này mình tựa như đặt mình trong một vùng biển mênh mông, không chỗ nương tựa, cô độc phiêu linh. Một loại khí tức thiên địa thần bí vận chuyển ở trong đầu của hắn quanh quẩn. Thiên địa quy tắc là cơ sở để thiên địa vận chuyển, mục đích của nó chính là vì duy trì thiên địa cân bằng, thiên địa không giống, ẩn chứa thiên địa quy tắc cũng sẽ khác biệt. Nói cách khác, thiên địa quy tắc của mỗi vùng đều không giống nhau, mà lĩnh ngộ đối với quy tắc, mỗi người cũng không giống nhau, người có thể cố gắng cảm ngộ quy tắc mà ta lĩnh ngộ. Tử khấu tôn giả điểm ra một chỉ, rơi vào mi tâm của Diệp Huyền, trong đầu Diệp Huyền đột nhiên hiện ra một hình ảnh khai thiên tích địa, bầu trời hình thành, đại địa hình thành, hải dương hình thành, sinh linh hình thành, phảng phất như một thần linh, đang diễn hóa thế giới của mình, sáng tạo ra các loại sinh linh. Loại huyền ảo kia, để Diệp Huyền phảng phất như đặt mình trong một thế giới thần kỳ. Cử Huyền Ngạo Thế quyết trong cơ thể hắn điên cuồng vận chuyển, một luồng huyền khí mãnh liệt bàng bạc ở trong cơ thể hắn khuấy động, đẩy tu vi của hắn tăng đến cửu giai tam trọng đỉnh phong cực hạt, đồng thời các loại đại đạo quy tắc không ngừng quanh quẩn, như sao lốm đốm đầy trời, hiện đầy đầu óc của hắn, khiến cho hắn có loại giác ngộ rõ ràng, rồi lại không thể phỏng đoán. Loại cảm giác mơ mơ hồ hồ kia, để quanh thân Diệp Huyền quanh quẩn một loại lực lượng quy tắc thần bí, những lực lượng quy tắc này không ngừng lưu chuyển, như muốn ngưng tụ thành thực chất. Ồ oh. Tử khấu tôn giả phát sinh một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ, hắn không nghĩ tới Diệp Huyền nhanh như vậy liền có thể lĩnh ngộ được những quy tắc này, không hổ là truyền nhân được chủ nhân chọn lựa. Quy tắc, chính là trật tự để thiên địa vận chuyển, vạn vật đều có quy tắc, thiên địa có quy tắc, sinh tử có quy tắc, bản thân một sinh linh cũng có quy tắc, khống chế quy tắc, chính là khống chế bản thân, thời điểm ngươi có thể triệt để khống chế bản thân, ở trình độ nào đó cũng là khống chế quy tắc. Đương nhiên, bản thân mỗi người đều không giống nhau, vì lẽ đó đạo của người khác, quy tắc của người khác, đều chỉ là của người khác, mà ngươi nhất định phải nắm giữ chính ngươi, quy tắc vật này, bất luận người nào cũng không thể trực tiếp truyền thụ, tất cả chỉ có thể nhìn chính mình. Tử khấu tôn giả một bên phóng thích quy tắc mình lĩnh ngộ, một bên nghiêm túc nói. Diệp huyền đăm chiêu, chìm đắm ở trong quy tắc của tử khấu tôn giả. Một lát sau, hắn mới phục hồi tinh thần lại, tuy tu vi của hắn không có trực tiếp đột phá, nhưng hai mắt thâm thúy, trên người chảy xuôi một luồng mùi vị thần bí. Đa tạ tiền bối giáo dục, diệp huyền cảm kích nói dù hắn không có thể đột phá đến bán thánh nhưng diệp huyền rõ ràng cảm nhận được con đường nguyên bản ở trước mặt mình mơ hồ bây giờ đã dần dần trở nên rõ ràng thời điểm diệp huyền một bên đi tới vô tận sơn mạch một bên tu luyện cường giả linh ma tộc thì vẫn ở huyền vực tàn sát nhân loại nương theo hải tộc diệt nhiều thành trì của huyền vực bát trọng hóa thành tử thành thánh thành làm việc đê hèn cũng dần dần ở trên đại lục lan truyền ra gợi ra rất nhiều khủng hoảng trong lúc nhất thời các nơi trên đại lục đều phát sinh bạo loạn, các loại trật tự trực tiếp vỡ diệt, thiêu giết cướp giật phát sinh khắp nơi. Ở bước ngoặt này, thần đô trực tiếp đại biểu các thế lực lớn lên tiếng, muốn cùng thánh thành tử chiến đến cùng. Tin tức này vừa ra, mới làm cho dân chúng đại lục thoáng chấn định một chút, nhưng loại kinh hoàng vô biên này vẫn từ từ lan tràn ở trên đại lục. Chương 1905, yêu tộc tức giận. Nghe được thần đô tuyên cáo, linh ma tộc tự nhiên vô cùng khó chịu, ở trong nửa tháng đổ diệt huyền vực mấy chục thành trì, đám người cổ minh ma tôn, lúc này kể cả thánh thành, trong bóng tối điều động rất nhiều khôi lối cùng cường giả, đi tới thần đô. Thần đô không phải rất châu sao, muốn làm lãnh tụ nhân tộc, muốn cùng linh ma tộc hắn đối kháng sao. Chỉ cần tiêu diệt thần đô, đến thời điểm đó nhân tộc trên đại lục này, còn không phải sân săn bắn của linh ma tộc bọn hắn, tùy ý linh ma tộc bọn hắn hưởng thụ. Có điều, cho dù là dưới tình huống này, linh ma tộc cùng thánh thành cũng không có tùy tiện tiến công. Thần đô dù sao cũng là trọng địa nhân tộc, liên hợp nhiều thế lực nhân tộc như vậy, tuyệt đối không phải dễ dàng liền có thể đánh hạ. Năm đó linh ma tộc diệt, chính là diệt ở trên mình ngung cuồng tự đại. Vì lẽ đó mặc dù đối với thực lực của mình rất có lòng tin, nhưng đám người của Minh Ma Tôn vẫn không ngừng điều binh khiển tướng. Thời gian nửa tháng, rất nhiều khôi lỗi của Thánh Thành cùng Linh Ma Tộc cấp tốc áp sát thần đô, mà đám người của Minh Ma Tôn thì một đường giết chóc qua, dọc theo đường đi tất cả thành trì nhân loại, đều bị bọn hắn tàn sát hầu như không còn, hấp thu tinh huyết của nhân loại, hóa thành lực lượng của bọn hắn. Chỗ cường giả linh ma tộc đi qua, có thể nói khắp nơi là địa ngục giữa trần gian, phơi thây vạn dặm. Không chỉ nhân tộc, ven đường chỗ đi qua, bao quát yêu tộc trong các dãy núi lớn, cũng đều bị cường giả linh ma tộc đồ giết hầu như không còn, từng cái từng cái cực kỳ thê thảm. Thương khung sơn mạch ở ngoài thần đô, nơi này là một trong mấy đại cứ điểm của yêu tộc ở thiên huyền đại lục, thuộc về trọng địa của yêu tộc, so với hỗn loạn chi thành xích phong sơn mạch, cổ lan sơn mạch còn muốn khổng lồ hơn rất nhiều thần đô thuộc về quê hương của luyện hồn sư mà luyện chế võ hồn hồn tinh tự nhiên không thể thiếu mà thương khung sơn mạch này chính là bãi săn của thần đô rất nhiều luyện hồn sư đều thường xuyên săn giết huyền thú đương nhiên yêu tộc tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết hàng năm nhân tộc luyện hồn sư vẫn lạc ở thương khung sơn mạch cũng là đếm không xuể nhưng hôm nay địa phương yêu tộc tụ tập khổng lồ như thế giờ khác này là một mảnh tiếng họ giết thê thảm cường giả thánh thành linh ma tộc đi tới thần đô Tất nhiên sẽ đi ngang qua thương khung sơn mạch, mà đối với linh ma tộc mà nói, bất kể là yêu tộc hay nhân tộc, đều chỉ là vật để bọn hắn hấp thu tinh huyết, tăng cao thực lực mà thôi. Ha ha ha, giết, huyết nhục yêu tộc, so với nhân tộc tuy thô giáp một ít, nhưng cường ở huyết thống dày, có một phen tư vị đặc biệt. Cha cha, thật nhiều Mỹ vị A, à, từng bày khôi lỗi linh ma tộc, điên cuồng tấn công xuống, mà đầu lĩnh trong đó, tự nhiên là mấy cường giả linh ma tộc, ở phía sau những cường giả linh ma tộc này còn có một chút linh ma tộc khí tức nhỏ yếu, có vẻn vẹn chỉ là vũ tôn hoặc vũ vương. Linh ma tộc sinh sôi, không giống nhân loại, là thông qua bản thân phục chế mà kéo dài đời sau. Năm đó thời điểm bách tộc đại chiến, linh ma tộc vì bảo lưu lại huyết mạch của mình, ở cổ ma chi địa phong ấn rất nhiều linh ma tộc nhỏ yếu. Bây giờ cổ ma chi địa giáng lâm, phong ấn bị phá, những đời sau nhỏ yếu này tự nhiên được cổ minh ma tôn phóng thích ra ngoài. Mà linh ma tộc muốn trưởng thành, giết chóc cùng thôn phệ tinh huyết sinh linh, tự nhiên là phương pháp nhanh nhất. Mỗi khi lượng lớn khôi lỗi linh ma tộc đánh giết cường giả yêu tộc, thì sẽ có một tên đời sau linh ma tộc, vội vội vàng vàng nhào tới, tham lam thôn vệ huyết nhục, tư dưỡng nhục thân của mình. Nhân loại thánh thành đáng chết, linh ma tộc chết tiệt. Trong thương khung sơn mạch, vô số yêu thú huyền thú phát sinh từng trận gào thét, phóng lên trời, trong đó càng có từng yêu đế xuất hiện, hung uy ngập trời. Dầm dầm dầm, song phương đại chiến lẫn nhau, đâu đâu cũng có gió tanh mưa máu làm đại bản doanh của yêu tộc ở thiên huyền đại lục trong thương khung sơn mạch nắm giữ yêu tộc mấy ngàn vạn quanh năm phân bố ở các ngọn núi lớn trong đó yêu đế tam trọng cũng có không ít uy danh hiền hách thậm chí đối với thần đô mà nói cũng là một luồng thế lực không thể khinh thường nhưng hôm nay ở dưới linh ma tộc giết chóc tảng lớn tảng lớn yêu tộc liều mạng bị linh ma tộc dễ dàng chém giết thậm chí từng yêu đế cũng đẫm máu trời cao chỗ cường giả linh ma tộc đi qua toàn bộ sơn mạch máu chảy thành sông thi thể khắp nơi linh ma tộc các ngươi dám giết con dân yêu tộc ta yêu tộc ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi một tên yêu đế tam trọng giết gào hai mắt trợn tròn thân thể cao lớn cùng hai cánh hóa thành màn trời quét ngang nhất thời tảng lớn khôi lỗi linh ma tộc bị đánh bay ra ngoài một ít khôi lỗi linh ma tộc yếu kém nhất thời bị đánh nổ ra hóa thành ma khí tiêu tan nó thôi thúc yêu tộc lĩnh vực điên cuồng giết chóc cùng chiến đấu nỗ lực tìm kiếm một chút hy vọng sống hừ phía sau cổ minh ma tôn vài tên cường giả linh ma tộc hừ lạnh một tiếng một tên cường giả linh ma tộc trong đó, đột nhiên một chỉ điểm ra, phù, lồng ngực của yêu đế tam trọng kia bị chỉ tay xuyên thủng, thân thể bạo thành xương máu, hài cốt không còn. Một bên vài tên linh ma tộc nhỏ yếu ngay lập tức nhào tới, trắng trận thôn vệ tinh huyết, bọn hắn thôn vệ tinh huyết yêu đế càng dày đặc, thực lực tăng lên tự nhiên cũng càng nhanh. Cảnh tượng như vậy, khắp nơi đều đang phát sinh, toàn bộ sơn mạch hóa thành một biển máu, bao quát một ít yêu thú nhỏ yếu, cũng điên cuồng chạy trốn, nhưng vẫn khó thoát kết cục bị giết. Những yêu thú mới tam giai ngũ năm này, đối với linh ma tộc mà nói căn bản không có bất kỳ tác dụng gì, nhưng tính cách linh ma tộc giết chóc tàn bạo, lại xem giết chóc yêu thú nhỏ yếu là một loại hứng thú. Sau ba canh giờ, cả sơn mạch trước còn hô giết một mảnh liền khôi phục yên tĩnh, tảng lớn tảng lớn ngọn núi sụp đổ, hóa thành đổ nát thê lương, đá vụn gạch vụn. Thương khung sơn mạch mấy ngàn vạn yêu thú tất cả đều vẫn lạc, không một may mắn còn sống sót, mấy vạn dặm địa vực hóa thành địa ngục giữa nhân gian. Huyết tinh chi khí nồng nặc, Xông thẳng lên trời, ở trên bầu trời hình thành một mảnh huyết vân, nhìn thấy mà giật mình. Đây chính là yêu tộc trên mảnh đại lục này bây giờ. Quá yếu, chỉ đến như thế. Cổ Minh Ma Tôn từ đầu đến cuối không có động thủ xem thường nói. Chương 1906, độc sông yêu tộc 1. Diệp Thiên Thánh Chủ, tiếp tục lên đường đi. Một lát sau, chờ các linh ma tộc nhỏ yếu ăn xong, Cổ Minh Ma Tôn nhìn Diệp Thiên Thánh Chủ cười nói. Diệp Thiên Thánh Chủ mở mắt ra, có hồn hư vô trước trôi nổi trên đỉnh đầu chẳng biết lúc nào đã ẩn nấp không gặp hắn mặt không hề cảm xúc liếc nhìn sơn mạch thây chất đầy đồng phía dưới khẽ gật đầu rất nhanh đại quân của thánh thành linh ma tộc lần thứ hai khởi hành đi tới thần đô bọn họ không có hết sức đi tàn sát lãnh địa nhân tộc cùng yêu tộc mà là một đường xuất phát về phía thần đô ven đường bất kể là thành trì nhân tộc hay yêu tộc sơn mạch không một không bị tàn sát hóa thành địa ngục giữa trần gian động tĩnh lớn như vậy yêu tộc ở vô tận sơn mạch tự nhiên cũng biết được tin tức này. Trong yêu thần cung, trên 13 bảo tọa, rất nhiều bóng người trôi nổi, ở trước mặt bọn hắn, hình ảnh linh ma tộc tàn sát yêu tộc ở thương khung sơn mạch, không ngừng thoáng hiện, rõ ràng hiện ra ở trong mắt mỗi một cường giả yêu tộc. Linh ma tộc này thực sự là quá làm càn, yêu tộc ta ở thương khung sơn mạch, lại bị diệt tộc, thậm chí ngay cả một con yêu thú nhỏ yếu cũng không lưu lại. Đáng ghét, quá đáng ghét, xem xong hình ảnh mà cường giả yêu tộc ở thương khung sơn mạch trước khi chết đưa tin về, rất nhiều cung chủ của yêu thần cung, từng cái từng cái biểu hiện tức giận, phẫn nộ giết gào. Trên thực tế, tuy thế lực yêu tộc không thể ở trong huyền vực quy mô lớn lan tràn ra, nhưng chuyện xảy ra ở nhân tộc huyền vực, những ngày qua yêu thần cung đã hơi có nghe thấy, mấy đại cung chủ thậm chí cũng vì chuyện này mà trải qua thảo luận kịch liệt. Có cung chủ chủ trương, không thể tùy ý linh ma tộc tiếp tục phát triển. Cũng có cung chủ cho rằng, việc của linh ma tộc, để nhân loại đi xử lý, chờ nhân tộc và linh ma tộc lưỡng bại câu thương, lại hưởng thụ ngư ông đắc lợi. Song phương trong lúc đó tranh luận, có thể nói vô cùng kịch liệt. Cuối cùng, mấy đại cung chủ vẫn chưa đưa ra phương án, vì lẽ đó tạm gác lại. Không ngờ lúc này mới không tới nửa tháng, linh ma tộc dĩ nhiên trực tiếp diệt yêu tộc ở Thương Khung Sơn mạch, nhất thời đưa tới yêu tộc phẫn nộ. Hành vi của linh ma tộc, căn bản là không để yêu tộc bọn hắn ở trong mắt, đồng thời thực lực đáng sợ của linh ma tộc cũng khiến rất nhiều cung chủ của yêu thần cung kinh hồn bạt vía, khiếp sợ không thôi. Hừ lần trước kim gia ta đã nói nếu như không liên hợp nhân tộc đối phó linh ma tộc yêu tộc chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ trở thành vật trong túi linh ma tộc một đám gia hỏa thiển cận bây giờ nhìn đến hậu quả chưa trên bảo tọa một bóng người màu vàng óng xuất hiện chính là kim lân nhìn chúng yêu cười lạnh nói khoảng thời gian kim lân trở lại yêu thần cung này khổ tu không ngớt suốt cục ở trước đó vài ngày phá tan cấm chế yêu đế tam trọng đã bị diệp huyền suy yếu đột phá đến yêu đế tam trọng đồng thời dựa vào thực lực mạnh mẽ, trở thành yêu thần cung cung chủ. Lần trước, hắn cực lực chủ trương cùng nhân tộc liên hợp, không ngờ trong yêu thần cung có không ít yêu tộc cung chủ lo lắng quá nhiều, lúc này mới không thể định. Kim Lân, người nói hiu nói vượn cái gì, ai biết này có thể là âm mưu của nhân tộc hay không, cùng nhân tộc liên hợp, loại sự tình vô căn cứ này, sau đó liền không cần lại nói. Một tên yêu lang cả người đen kịt, quát lạnh nói, chán cùng mắt trái của hắn có một vết tích sâu sắc, lộ ra con người trắng bệch, mang theo dữ tợn. Yêu lang này tên là Khiếu Thiên Yêu Đế, là lãnh tụ của Khiếu Nguyệt Lang tộc, năm đó thời điểm hắn vẫn là một yêu đế nhị trọng, cùng một tên cường giả nhân loại đại chiến, kết quả bị tổn thương một con mắt, bởi vậy đối với nhân tộc, luôn luôn không có bất kỳ hảo cảm. Âm mưu, Kim Lân liếc nhìn Khiếu Thiên Yêu Đế, cười nhạo nói. Ta nói Bạch Nhãn Lang, sau khi mắt người mù, có phải là tâm cũng mù không, từ các đường tin tức có thể biết, Hiện tại linh ma tộc đang trắng trợn giết chóc cường giả nhân tộc, cho tới nay mới thôi, sinh linh nhân tộc chết ở trên tay linh ma tộc ít nhất có mấy ngàn vạn, người cảm thấy nhân tộc vì hãm hại yêu tộc ta, sẽ dùng khổ nhục kế như vậy. Ngươi, cả người khiếu thiên yêu đế sát cơ sôi trào, con mắt híp thành một cái khe, bắn mạnh ra một luồng sát cơ thô bạo. Nó ghét nhất yêu đế khác xưng mình là người mù, làm sao, khinh thường người mù, người còn muốn cùng kim ra ta động thủ. Kim lân xì cười một tiếng, người động thử xem, đừng trách Kim Gia Ta không nhắc nhở, người dám ra tay, có tin Kim Gia Ta đánh ngủ con mắt khác của người hay không? Cả người Kim Lân tỏa ra khí thức kinh người, ở toàn bộ yêu thần cung vang vọng. Trong lòng khiếu thiên yêu đế cực kỳ nổi giận, nhưng lại không dám động thủ, mặc dù hắn là yêu đế tam trọng đỉnh phong lâu năm, trở thành yêu thần cung cung chủ cũng đã mấy trăm năm, nhưng Kim Lân ở vô tận Sơn Mạch là một tồn tại làm người kiêng kỵ, đặc biệt sau khi hắn đột phá yêu đế tam trọng, rất nhiều yêu thần cung cung chủ ở đây thật sự dám cùng hắn tranh tài, cực kỳ ít. Lão Kim ta nói thẳng, linh ma tộc, chính là chủng tộc cùng hung cực ác ở thời đại viễn cổ, năm đó vì diệt chủng tộc này, lúc đó các đại chủng tộc trên đại lục liên thủ, mới đánh vào thời không loạn lưu, hiện tại linh ma tộc trở về, nếu như yêu tộc chúng ta không liên hợp nhân tộc giết chết, một khi chờ đối phương trưởng thành, yêu tộc ta chắc chắn diệt phong. Kim Lân Hừ lạnh nói, nó nói, lập tức gây nên rất nhiều yêu thần cung cung chủ ở đây kịch liệt thảo luận. Dù phát sinh chuyện ở thương khung sơn mạch, nhưng nếu thật để yêu tộc cùng nhân tộc liên thủ, vẫn để cho mấy đại cung chủ ở đây không cách nào quyết định. Qua nhiều năm như vậy, nhân tộc cùng yêu tộc không ngừng chém giết, có thể nói thâm cừu đại hận, muốn yêu tộc cùng nhân tộc liên hợp, không ít cường giả yêu tộc trong lòng đều không bỏ xuống được. Nhìn các cung chủ còn lại thảo luận, vẻ mặt Kim Lân không nói gì, những yêu tộc này ánh mắt thực sự là thiền cận. Đột nhiên, Kim Lân bất đắc dĩ lắc đầu biểu hiện chấn động mạnh một cái. Điện hạ tới, veo nó đột nhiên loáng một cái, thân hình dĩ nhiên biến mất ở trong yêu thần cung. Ở cách yêu thần cung hơn 10 000 dặm, Diệp Huyền đêm tối kiêm trình, rốt cục chạy tới yêu tộc Hạch Tâm. Người phương nào, tự tiện xông vào trọng địa của yêu tộc ta ở vô tận Sơn Mạch. chương 1907, đột sông yêu tộc 2. Vài tên yêu tộc yêu đế cửu giai tam trọng, vẻ mặt cảnh giác vây Diệp Huyền lại, cả người đằng đằng sát khí, rồi lại cảnh giác không ngớt. Từ trên người Diệp Huyền, bọn hắn cảm nhận được một luồng khí thức cực kỳ kinh người, bọn hắn có loại cảm giác, chỉ cần bọn hắn động thủ, rất có thể sau một khắc, bọn hắn sẽ bị người này đánh giết. Bản điện chính là yêu thần cung khách khanh trưởng lão, có chuyện quan trọng, muốn gặp các vị yêu thần cung cung chủ của các ngươi. Diệp Huyền trực tiếp lấy ra khách khanh trưởng lão lệnh mà tất linh tộc trưởng cho mình, quát lạnh nói. Nhìn thấy lệnh bài kia, mấy đại yêu đế tam trọng nhất thời biểu hiện chấn động, liền cung kính nói. Hóa ra là trưởng lão đại nhân, kính xin đại nhân chờ chốc lát, để chúng ta thông bẩm một hồi, nói xong lời này một tên yêu đế tam trọng trong đó thân hình lập tức loáng một cái đi tới yêu thần cung mà mấy tên yêu đế tam trọng khác thì cung kính đứng ở một bên trưởng lão yêu tộc ở vô tận sơn mạch số lượng rất nhiều nhưng yêu thần cung khách khanh trưởng lão lại cực kỳ ít ỏi bình thường chỉ có những cửu giai tam trọng đỉnh phong mới được bởi vậy mấy đại yêu đế tam trọng thủ vệ trọng điện này căn bản không dám thất lễ ầm ầm đúng lúc này một luồng khí thức kinh khủng đột nhiên giáng lâm hư không nứt ra một cái bóng kim sắc từ bên trong cất bước mà ra, nhìn Diệp Huyền vẻ mặt vui mừng. Thuộc hạ bái kiến Kim Lân cung chủ, mấy yêu đế tam trọng nhìn thấy cái bóng kia, vội vàng cung kính hành lễ, vẻ mặt sợ hãi. Kim Lân ở Vô Tận Sơn mạch, tuyệt đối là tồn tại coi trời bằng vung, nhưng tu vi hắn cực cao, lại một thân một mình, bởi vậy các đại yêu tộc, không ai dám đắc tội hắn, bất luận yêu tộc trọng địa nào bị hắn nháo trò, liền đừng hòng có an bình. Đã từng có mấy đại yêu tộc đắc tội Kim Lân, kết quả bị kim lân huyên náo long trời lở đất, cuối cùng mấy chủng tộc tộc trưởng kia, không thể không đi ra tự mình bồi tội, trong đó không thiếu bộ tộc có yêu thần cung cung chủ tỏa chấn. Kim lân không để ý đến mấy đại yêu đế này, vẻ mặt kinh hỉ đi tới trước người Diệp Huyền, cung kính nói. Điện hạ, người làm sao đến rồi? Tự nhiên là vì chuyện linh ma tộc, đến gặp mấy đại cung chủ của yêu thần cung các ngươi. Diệp Huyền cười khổ nói, chuyện linh ma tộc, xác thực là chuyện lớn. Kim lân quét qua vẻ hy bì trước đây, nhìn Diệp Huyền nói: Đi, Điện hạ, ta dẫn người đi yêu thần cung. Hai người bay lên trời, bước vào hư không, chỉ còn dư lại vài tên yêu đế tam trọng, sững sờ nhìn hư không. Từ bầu trời quan sát yêu tộc trọng địa, đầu đầu cũng có từng ngọn núi màu đen, chọc vào vân thiên. Mỗi một ngọn núi đều ẩn núp từng luồng từng luồng khí tức cường hãn, số lượng kinh tâm động phách. Trước đây Diệp Huyền tự nhiên không hy vọng thực lực yêu tộc mạnh bao nhiêu, nhưng hiện tại hắn ước gì yêu tộc càng mạnh càng tốt yêu thần cung hùng vĩ nhất kia có hơn nửa đoạn biến mất ở trong mây trời ở dưới kim lân dẫn dắt diệp huyền đồng loạt đi vào trong yêu thần cung sau khi đi vào là một đại điện hùng vĩ toàn bộ đại điện đen kịt xung quanh có vô số trụ đá cực lớn trên những trụ đá này điêu long hỏa phượng còn điêu khắc vô số yêu thú quỷ dị đáng sợ có kỳ lân đầu sinh ba mắt có cự long ngũ trào hắc ám cũng có cự tượng người cao vạn trưởng có cửu đầu xà xinh đẹp các loại yêu thú khủng bố rất sống động. Ở trên những cự trụ này, có từng bảo tòa cực lớn, tổng cộng có 13 vị trí. Sau khi Diệp Huyền tiến vào đại điện, mấy đạo ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, dồn dập rơi vào trên người Diệp Huyền, mang theo lực lượng áp bức kinh người. Trên bảo tòa của yêu thần cung cung chủ, từng người khí thức hồn hậu đứng ngạo nghễ, ánh mắt như điện bắn về phía Diệp Huyền. Có thể đảm nhiệm yêu thần cung cung chủ, đều là người mạnh nhất bộ tộc đỉnh phong yêu tộc, tu vi không ai dưới cửu giai tam trọng đỉnh phong, thực lực không phải bình thường. Lúc này, gần 10 ánh mắt giống như thực chất, nương theo yêu uy ngập trời, mạnh mẽ rơi vào trên người Diệp Huyền, mang theo hiếu kỳ, khiêu khích. Nếu là lấy trước, nhiều uy thế cường giả như thế rơi vào trên người Diệp Huyền, Diệp Huyền coi như không để ý, cũng cần mất công sức chống đối một hồi, nhưng sau khi cảm thụ qua lực lượng quy tắc của tử khấu tôn giả, những yêu tộc này ngay cả bán thánh cũng không đạt đến. Đối với Diệp Huyền mà nói, căn bản dễ như ăn bánh, như thanh phong phất qua mặt, nhẹ như mây gió. Diệp Huyền ung dung, thần thái không vì uy thế của bọn hắn mà kinh sợ chút nào, nhất thời dẫn tới không ít cường giả yêu tộc ở phía trên bí mật truyền âm, xì si xào bàn tán. Huyền Diệp Điện Hạ, đã lâu không gặp, kinh lôi thú nhất mạch tất linh yêu đế là cái thứ nhất nở nụ cười nói. Tất linh tộc trưởng, đã lâu không gặp, Diệp Huyền khẽ gật đầu, ánh mắt ở trong cung điện nhìn lướt qua, chỉ thấy toàn bộ cung điện, tổng cộng treo cao 13 bảo tọa bao quát kim lân ở bên trong, tổng cộng trên 9 bảo tọa có cường giả yêu tộc, mỗi một cái khí tức đều cực kỳ đáng sợ, hầu như có thể so với hắc long cung chủ chưa đột phá, cũng chính là cửu giai tam trọng đỉnh phong. Nhưng mà đội hình như vậy, lại khiến ánh mắt của Diệp Huyền hơi buồn bã, trong lòng cảm giác nặng nề, cửu giai tam trọng đỉnh phong xác thực đáng sợ, nếu phóng tới dĩ vãng, đủ để kinh sợ bất kỳ tông môn nào. Nhưng hôm nay linh ma tộc giáng lâm, đại lục cường giả tập hợp, không tới bán thánh, căn bản không có cách tạo thành ảnh hưởng bao lớn. Nếu như yêu tộc chỉ có ngần ấy thực lực, như vậy căn bản không có cách đối với cục diện chiến đấu sản sinh tính ảnh hưởng. Yêu tộc trên thiên huyền đại lục, lẽ nào sức chiến đấu đỉnh phong cũng chỉ có chư vị sao? Diệp Huyền không khỏi mở miệng nói. Diệp Huyền nói, nhất thời gây nên một ít cường giả yêu tộc ở đây bất mãn. Hừ, các hạ đây là ý gì? Khiếu thiên yêu đế trực tiếp hừ lạnh mở miệng. Chẳng lẽ người cảm thấy chúng ta rất yếu sao? Có phải là các hạ ở trong nhân tộc ở lâu, liền thật sự coi mình thành nhân tộc? Bản thân khiếu thiên yêu đế đối với Kim Lân hết sức bất mãn, mà Diệp Huyền là điện hạ của Kim Lân, tự nhiên cũng hấp dẫn hắn không ít cừu hận, trực tiếp làm khó dễ lên. Hơn nữa đối phương vừa đến, liền nhìn chăm chăm chúng nó, thực sự là quá vô lễ, chẳng lẽ hắn coi mình là yêu thần cung khách khanh trưởng lão, điện hạ của Kim Lân, liền có thể không nhìn chúng nó như vậy. chương 1908, Kim Lân bá đạo. Bạch Nhãn Lang, có tin ngươi nói thêm câu nữa, lão Kim ta liền diệt ngươi hay không? Kim Lân đứng lên, trong mắt màu vàng trợn trừng, cả người tỏa ra một luồng khí thế khủng bố chấn động đến mức toàn bộ yêu thần cung không ngừng lắc động khiếu thiên yêu đế cùng hắn họ hét coi như thôi lại còn dám gọi bản điện hạ quả thực là không biết chữ chết viết như thế nào nghĩ tới đây trên người kim lân sát cơ càng nặng như một ngọn núi lớn chấn áp tới khiếu thiên yêu đế kim lân chuyện gì cũng từ từ hà tất kích động như vậy một bên vài tên cung chủ vội vàng mở miệng khuyên can ta nói sai cái gì sao chẳng lẽ không đúng Khiếu thiên yêu đế xanh mặt nói, vẻ mặt âm trầm. Được, xem ra bạch nhãn là ngươi là không để lão kim ta ở trong mắt. Trên độc giác của kim lân, đột nhiên bắn mạnh ra một vệt kim quang, kim quang kia qua lại hư không, trong nháy mắt liền đánh vào trên người khiếu thiên yêu đế. Âm, khiếu thiên yêu đế bị oanh bay ngược ra ngoài, một luồng hồn niệm mạnh mẽ cấp tốc nhảy vào trong cơ thể hắn, nỗ lực chiếm cứ linh hồn, nô dịch nó. Kim lân dừng tay, kim lân, mọi người đều là cường giả yêu tộc. Hà tất gà nhà bôi mặt đá nhau nhanh dừng tay rất nhiều cường giả yêu tộc nhất thời luống cuống tay chân dồn dập khuyên can ngăn cản khiếu thiên yêu đế tốt xấu gì cũng là thủ lĩnh của khiếu nguyệt lang bộ tộc yêu thần cung cung chủ nếu như bị kim lân nô dịch như vậy vấn đề liền lớn khiếu nguyệt lang tộc không lật trời mới lạ có điều lấy tính khí của kim lân làm sao có thể nghe yêu tộc khác khuyên can một luồng hồn niệm khủng bố không ngừng che đậy xuống từ từ xâm chiếm linh hồn của khiếu thiên yêu đế huyền diệp điện hạ người khuyên nhủ kim lân a à. huyền diệp trưởng lão yêu tộc cung chủ còn lại thấy thế từng cái từng cái vô cùng nóng nảy chỉ có thể cầu viện diệp huyền kim lân dừng tay đi diệp huyền nhíu mày lại nói chuyến này hắn là đến liên hợp yêu tộc nếu như thật cho kim lân nô dịch hiếu thiên yêu đế khó tránh khỏi không phải một hồi náo loạn vâng điện hạ kim lân nghe được mệnh lệnh của diệp huyền lúc này hừ lạnh một tiếng triệt tiêu hồn niệm công kích có điều trước khi đi hắn mạnh mẽ chừng hai mắt hồn lực khủng bố đột nhiên đâm linh hồn của khiếu thiên yêu đế một hồi. Xì si xì, si, sắc mặt khiếu thiên yêu đế tái nhật, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lảo đà lảo đảo. Khiếu thiên yêu đế, huyền diệp điện hạ tốt xấu gì cũng là điện hạ của phù quang sơn mạch, người làm sao có thể nói như thế. Còn không nhanh xin lỗi, vài tên yêu thần cung cung chủ hừ lạnh nói, cũng còn tốt vừa nãy kim lân nghe theo mệnh lệnh của huyền diệp, nếu không thì... Bọn hắn chỉ có thể hung hăng ra tay giải cứu khiếu thiên, đến thời điểm đó khó tránh khỏi lại hỗn loạn lung tung ta trong lòng khiếu thiên yêu đế phiền muộn đến cực điểm rõ ràng là hắn bị thiệt thòi lại còn muốn xin lỗi đối phương người cái gì ngươi tính tình của ngươi a à, là nên sửa lại một chút sau đó làm việc nên dùng não trước rồi làm vài tên cường giả yêu tộc cùng khiếu thiên yêu đế giao hảo hừ lạnh nói trong lòng bọn hắn không khỏi oán giận khiếu thiên yêu đế vì sao phải đi chọc kim lân kim lân chính là người điên trường hợp nào cũng dám động thủ này không phải tự chúc nhục nhã sao cuối cùng khiếu thiên yêu đế chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn diệp huyền xin lỗi huyền diệp trưởng lão không biết ngươi đến tột cùng là vì sao tất linh tộc trưởng thấy sự tình kết thúc lúc này mới lên tiếng hỏi ta đến đây là vì chuyện linh ma tộc linh ma tộc đại điện cấp tốc yên tĩnh lại vừa liền bọn hắn đang thảo luận sự tình linh ma tộc này xác thực là chuyện lớn chỉ có điều phù quang sơn mạch huyền diệp luôn trà trộn thế giới nhân loại chẳng lẽ Quả nhiên như rất nhiều cường giả yêu tộc suy đoán, Diệp Huyền trầm giọng nói. Sự tình linh ma tộc, ta nghĩ chư vị cũng đã nghe nói, nhân tộc Thánh Thành đã cấu kết với linh ma tộc, làm cho viễn cổ linh ma tộc giáng lâm đại lục, cho đến bây giờ, vô tận hải hải tộc đã triệt để diệt phong, bản thân nhân tộc cũng tổn thất nặng nề, vì lẽ đó ta đến đây, là hy vọng yêu tộc chúng ta, có thể liên hợp nhân tộc, cùng đối kháng linh ma tộc, ngăn cản đối phương hủy diệt đại lục. Tất linh tộc trưởng cao mày nói, chuyện này, yêu tộc ta trước cũng có thảo luận, có điều yêu tộc ta cùng nhân tộc luôn bất hòa, hơn nữa linh ma tộc tiêu diệt hải tộc, chỉ ở trong nhân tộc truyền lưu, nếu như đây là âm mưu của nhân tộc, vậy yêu tộc ta tất nhiên sẽ rơi vào nguy cơ cực lớn. Cường giả yêu tộc khác cũng dồn dập gật đầu, bọn hắn đều lo lắng, này có thể là một âm mưu của nhân tộc hay không? Đây không phải âm mưu, Diệp Huyền kiên quyết nói, không nghĩ tới yêu tộc lo lắng dĩ nhiên là cái này, hắn lấy ra một thủy tinh cầu, trầm giọng nói: Ta chỗ này có hình ảnh linh ma tộc tiêu diệt hải tộc, các ngươi xem đi. Sứt tiếng quả cầu thủy tinh tỏa ra một tia sáng mông lung hình ảnh hiện ra trong hình chính là thánh thành linh ma tộc trắng trợn ra tay với hải tộc nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu kia cường giả linh ma tộc thực lực đáng sợ trong cung điện nhất thời vang lên một trận tiếng bàn luận ong 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 đây chính là cường giả linh ma tộc sao làm sao sẽ mạnh như vậy còn có nhân tộc thánh thành nhiều cường giả vũ đế như vậy trời ạ à, hải tộc hải hoàng thân là cường giả bán thánh lại bị cường giả linh ma tộc một chiêu bắt giữ trước thương khung sơn mạch truyền về hình ảnh linh ma tộc cùng cường giả đỉnh phong của thánh thành đều không có ra tay thực lực dĩ nhiên đáng sợ như thế trời ạ à, hải hoàng tự bảo dĩ nhiên không thể trọng thương thủ lĩnh linh ma tộc kia hết thảy cường giả yêu tộc đều kinh ngạc đến ngây người từng cái từng cái không thể tin được con mắt của mình bọn hắn không nghĩ tới linh ma tộc cùng nhân loại thánh thành dĩ nhiên đáng sợ đến mức độ này trước đó mặc dù bọn hắn biết chuyện đã xảy ra ở huyền vực nhưng tình huống cụ thể lại không rõ ràng thậm chí thực lực của linh ma tộc cùng thánh thành, bọn hắn cũng kiến thức nửa vời, bây giờ thời điểm bọn hắn biết được, hết thảy yêu tộc đều chấn kinh rồi. Chương 1909, yêu tộc bán thánh 1. Hiện tại nhân tộc Thần Đô, Đan Tháp, Khí Thành, Hắc Long Cung đã liên hợp lại, chuẩn bị cùng thánh thành và linh ma tộc quyết một trận tử chiến, ta chuyến này chính là đại biểu nhân tộc, cùng chư vị thương nghị việc liên thủ. Linh ma tộc mạnh mẽ, ta nghĩ đã không cần nhiều lời, nếu như thế lực nhân tộc bị diệt, đến lúc đó yêu tộc một mình đối mặt linh ma tộc cùng thánh thành liên hợp tiến công ta nghĩ kết quả chư vị nên rất rõ ràng diệp huyền ngưng giọng nói hắn không tin yêu tộc có đủ thực lực có thể đối kháng linh ma tộc cùng thánh thành tình huống bây giờ là chỉ có song phương liên hợp lại mới có thể đối kháng cường địch huyền diệp điện hạ xin chờ một chút chuyện này chúng ta cần phải báo cho ba vị lão cung chủ một cường giả yêu tộc ngồi ở vị trí đầu não trầm giọng nói yêu tộc cũng cảm thấy việc này nghiêm trọng Lão cung chủ, Diệp Huyền liếc nhìn vị trí chủ yếu nhất trong đại điện, nơi đó có ba vị trí không, lẽ nào yêu tộc còn có người càng mạnh chưa từng xuất hiện. Lúc này thanh âm của Kim Lân ở trong đầu óc của Diệp Huyền vang lên. Điện hạ, yêu tộc ở vô tận sơn mạch còn có ba vị lão cung chủ chưa bao giờ ra mặt, theo chúng nói bọn hắn mới là chúa tể của yêu thần cung, có điều chỉ ít đã mấy trăm năm chưa từng xuất hiện. Diệp Huyền khẽ gật đầu, nếu như yêu tộc chỉ có một ít gốc gác như thế này, vậy hắn mới kỳ quái chỉ thấy cường giả yêu tộc nói chuyện kia, từ trên người lấy ra một thẻ ngọc, tựa hồ đang câu thông cái gì, chỉ chốc lát sau, ong ong ong, trên ba bảo tòa kia, đột nhiên dáng lâm từng đạo từng đạo khí thức kinh người, ba bóng người mông lung, chậm rãi hiện ra. Một luồng khí thức làm cả đại điện cũng vì đó rung động, ở trong cung điện tản mắt ra. Yêu tộc bán thánh, Diệp Huyền lấy làm kinh hãi, hắn có thể cảm nhận được khí thức trên người ba đạo hư ảnh này đáng sợ, tuyệt đối đã vượt qua cửu giai tam trọng đỉnh phong, bước vào bán thánh. Diệp Huyền không phải là không có nghĩ tới yêu tộc sẽ có cường giả bán thánh, thế nhưng hắn không nghĩ tới chính là, yêu tộc dĩ nhiên lập tức xuất hiện ba tên cường giả bán thánh, một thế lực mạnh mẽ như vậy, tại sao yêu tộc không có tiến công nhân tộc? Ba tên bán thánh tuy không hẳn có thể diệt nhân tộc, nhưng tuyệt đối có thể mang đến trọng thương. Bái kiến ba vị lão cung chủ, thấy rõ ba cỗ khí thức kia xuất hiện, trong cung điện ngoại trừ Kim Lân cùng Diệp Huyền, yêu tộc cung chủ còn lại tất cả đều cung kính hành lễ, từng cái từng cái vẻ mặt thành kính. Ba đạo hư ảnh kia gật gù, chợt ánh mắt rơi vào trên người Diệp Huyền. Sự tình linh ma tộc Giáng Lâm, Thông Thiên Yêu Đế đã báo cho chúng ta, các hạ chính là phù quang sơn mạch huyền diệp. Là ta, Diệp Huyền gật gù, vừa quan sát ba vị cung chủ này, tuy khí tức ba người đạt đến bán thánh, nhưng tựa hồ có một loại cảm giác kỳ quái. Hư, bản yêu ngang dọc yêu tộc mấy ngàn năm, chưa từng nghe nói yêu tộc ta có phù quang sơn mạch, các hạ thật to gan, dám giả mạo cường giả yêu tộc ta? Trong con người bà Đạo hư ảnh đột nhiên tuôn ra một đoàn tinh mang, một luồng khí thức cực kỳ khủng bố đột nhiên trấn áp ở trên người Diệp Huyền, quát trói tai lên tiếng. Ba vị lão cung chủ cử động, nhất thời để rất nhiều cường giả yêu tộc ở đây kinh hãi, nghị luận sôi nổi. Cái gì? Yêu tộc không có phù quang sơn mạch? Lão cung chủ ý tứ, là Huyền Diệp này giả mạo. Sao có thể có chuyện đó? Kim Lân hắn cũng đến từ phù quang sơn mạch a. Nhưng mà ba vị lão cung chủ, là cường giả mấy ngàn năm trước của yêu tộc ta đối với yêu tộc ta bí ẩn hiểu rõ cực kỳ tỉ mỉ không thể chưa từng nghe nói phủ quan sơn mạch chuyện này rốt cuộc là như thế nào một đám cường giả yêu tộc mặt lộ vẻ nghi hoặc dồn dập nhìn về phía diệp huyền trong lòng diệp huyền cảm giác nặng nề đối phương lại không tin thân phận yêu tộc của mình mình thật vất vả mới đánh vào trong yêu tộc nếu như đối phương không tin mình là yêu tộc như vậy trước đó mình nỗ lực liền uổng phí lấy cá tính của yêu tộc rất khó sẽ tin tưởng một nhân loại uy thế bán thánh che đậy ở trên người hắn nhưng Diệp Huyền hoàn toàn không có để ý, đầu óc của hắn giờ khắc này đang nhanh chóng chuyển động, nghĩ biện pháp gì mới có thể làm cho đối phương tin tưởng. Lúc này Kim Lân không khỏi cười lạnh nói: "Ba vị lão tiền bối, Phù Quang Sơn mạch ta, truyền thừa từ viễn cổ, không phải các ngươi chưa từng nghe tới liền không có. Ba vị lão cung chủ đại nhân, vị này chính là Kim Lân cung chủ mới lên cấp của yêu thần cung chúng ta, cũng đến từ Phù Quang Sơn mạch, mà Huyền Diệp kia, chính là điện hạ của hắn, hơn nữa Huyền Diệp kia, chúng ta cũng nghiệm chứng qua." đối phương nắm giữ huyền thú hồn niệm, không giống như là nhân loại. Thông thiên yêu đế ở một bên giới thiệu, Kim Lân cung chủ mới lên cấp, ba lão cung chủ kia, ánh mắt chuyển hướng Kim Lân, một luồng uy thế bán thánh khủng bố trong nháy mắt tràn ngập ra ngoài, mạnh mẽ chân áp ở trên người Kim Lân. Một tên yêu thần cung cung chủ vừa mới lên cấp, cũng dám vô lễ với chúng ta. Uy thế giống như thực chất, phảng phất như một ngọn núi lớn, mạnh mẽ chân áp ở trên người Kim Lân. Yêu tộc trong lúc đó, coi trọng nhất chính là huyết thống, khí thức yêu thú cấp bậc cao kinh sợ yêu thú cấp thấp, tuyệt đối là ác mộng. Gọi các ngươi một tiếng tiền bối, lại thật coi mình là tiền bối. Lão hổ không ở, hầu tử xương vương, một con tứ rực ngân lang, một con thanh thiên hoang nghiêu, còn có một con xích văn phi long, cũng chỉ có hiện tại hung hăng, giả như đặt ở viễn cổ yêu tộc, chỉ là huyết thống cao đẳng phổ thông mà thôi, không tính là huyết thống nghịch thiên gì. Kim lân hừ lạnh một tiếng, trong mắt màu vàng tỏa ra hoa văn huyền diệu, một luồng khí thế khủng bố, từ trong cơ thể hắn ẩm ẩm phóng thích ra, bên ngoài thân, đạo đạo hoa văn kim sắc lưu chuyển, khí tức huyết mạch thần bí, trong nháy mắt phá tan uy thế của ba tên lão cung chủ, thần quang ở trong cung điện u ám dạng người rực rỡ. Cái gì, cái khí tức mạnh mẽ kia, khiến cho ba tên bán thánh yêu tộc biểu hiện chấn động, dồn dập trợn to trong mắt, từng cái từng cái mặt lộ vẻ kinh sợ. chương 1910, yêu tộc bán thánh 2 Bọn hắn vốn muốn dùng tu vi và lực lượng huyết thống cho Kim Lân một bài học, nhưng không ngờ khí tức huyết mạch của Kim Lân xa xa vượt lên bọn hắn, dù tu vi của bọn hắn còn cao hơn Kim Lân một tầng, vẫn như cũng có loại lông tơ dựng đứng, vì đó thần phục kích động. Tam đại lão cung chủ liếc mắt nhìn nhau, trong tròng mắt thâm thúy tràn đầy vẻ khiếp sợ, Kim Lân này đến tột cùng là yêu thú nào, khí tức kinh khủng như vậy, ở trên cấp bậc huyết thống tuyệt đối ngự trị ở trên chúng nó. Bây giờ trên đại lục vẫn còn có yêu tộc huyết thống như vậy. Bọn hắn đều cảm giác mình có phải là hoa mắt hay không. Yêu tộc cung chủ khác nhìn thấy tình cảnh này, cũng dồn dập cười khổ lắc đầu, ba vị lão cung chủ quanh năm bế quan, căn bản chưa từng thấy Kim Lân, cái tên này, căn bản không phải có thể sử dụng lẽ thường để phán đoán. Lẽ nào phán đoán của mình sai rồi? Ba tên lão cung chủ liếc mắt nhìn nhau, mắt lộ ra nghi hoặc, bọn hắn đã sống mấy ngàn năm, hơn nữa yêu thần cung truyền thừa đến viễn cổ, vì lẽ đó bọn hắn đối với các thế lực lớn yêu tộc cũng lý giải cực kỳ rõ ràng, ở trong yêu thần cung ghi chép, xác thực không có phủ quang sơn mạch, Muốn biết huyền diệp này có phải yêu tộc hay không, vận dụng yêu thần cung trí bảo liền được, không cần phiền phức như vậy. Trong bóng tối giao lưu một lát, Thanh Thiên yêu đế khẽ quát một tiếng, làm ra quyết định. Vù, chỉ thấy toàn bộ yêu thần cung đột nhiên sáng lên một đạo hào quang chói mắt, một luồng khí tức làm người ta sợ hãi, đột nhiên hạ xuống, bao phủ ở trên người Diệp Huyền. Ao ao ao, từng đạo khí lưu màu xanh, đột nhiên bao phủ xuống, tràn ngập toàn thân Diệp Huyền, nương theo một luồng lực lượng thần bí trong nháy mắt tập trung vào đầu óc của Diệp Huyền, tốc độ nhanh chóng, khiến cho Diệp Huyền căn bản phản ứng không kịp nữa. Yêu thần cung, chính là trí chí bảo của yêu tộc ta, có thể tinh chế bất kỳ huyết thống yêu tộc nào, tăng lên huyết thống cùng lực lượng linh hồn, bao quát thân thể, huyết nhục, linh hồn đều nhận được tẩm bổ, hơn nữa huyết thống càng mạnh, được ích lợi lại càng lớn, yêu thần cung ta không biết có bao nhiêu yêu đế muốn được lột xác cũng không có cơ hội, đương nhiên, nếu như không phải tộc ta, một khi bị yêu thần cung phân biệt được, sẽ gặp phải yêu thần cung công kích, cuối cùng hồn phi phách tán, hài cốt không còn. Thanh thiên yêu đế ngưng giọng nói, ánh mắt nhìn chầm chầm Diệp Huyền. Mỗi một lần thôi thúc yêu thần cung, đều sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng, nhưng bây giờ, thân phận Diệp Huyền để bọn hắn cực kỳ hoài nghi, đương nhiên phải làm rõ ràng. Còn Kim Lân, liếc mắt liền thấy ra chính là yêu tộc, tự nhiên không có bị yêu thần cung bao phủ. Không tốt, trong lòng Diệp Huyền nhất thời cả kinh, hắn biết rõ, thân phận yêu tộc của mình hoàn toàn là lừa gạt, nếu như yêu thần cung thật sự thần kỳ như vậy, chỉ cần phân biệt linh hồn của hắn một hồi, liền có thể trong nháy mắt rõ ràng, hắn chính là một nhân loại từ đầu đến đuôi. Thế nhưng hắn giờ phút này, muốn ngăn cản đã không kịp. Liều mạng, chỉ có thể nhìn thôn vệ võ hồn có thể ngăn cản nguồn lực lượng này hay không? Diệp Huyền cắn răng nghĩ, chỉ thấy một luồng lực lượng kinh người, trong nháy mắt đảo qua linh hồn của hắn, linh hồn của Diệp Huyền trong nháy mắt liền truyền đến đau đớn. Không được, bại lộ sao? Trong lòng Diệp Huyền kinh hãi, sắc mặt tái nhợt, thôi thúc thôn vệ võ hồn, nỗ lực thôn vệ nguồn lực lượng này. Và ngay thời điểm lòng Diệp Huyền xuất sắng, chuẩn bị thôi thúc thôn vệ võ hồn. Bát tinh sinh mệnh võ hồn trong đầu Diệp Huyền, đột nhiên tràn ngập ra đạo đạo khí thức kinh người, cỗ lực lượng thần bí kia cảm nhận được khí thức sinh mệnh võ hồn, thoáng chốc trở nên ôn hòa lên. Một luồng lực lượng to lớn, cấp tốc thoải mái thân thể Diệp Huyền. Cùng lúc đó, yêu thần cung nguyên bản nguy nga, đột nhiên sáng lên đạo đạo ánh sáng óng ánh, lượng lớn quang hồng màu xanh gào thét tuôn tới Diệp Huyền lực lượng giống như thực chất, cấp tốc thoải mái toàn thân Diệp Huyền. Đây là, Diệp Huyền cảm giác thân thể của mình dĩ nhiên phát sinh lột xác, hào quang màu xanh kia, phảng phất như có thể từ bản nguyên thay đổi thể chất của hắn, nguyên bản thân thể đã đạt đến cửu chuyển thánh thể bát chuyển cực hạn, dĩ nhiên lại một lần nữa phát sinh lột xác. Loại lột xác này, không giống dĩ vãng, như từ bản chất đối với thân thể hắn tiến hành cải tạo. Không chỉ thân thể, linh hồn của Diệp Huyền cũng ở dưới lực lượng màu xanh này thẩm thấu, cấp tốc tăng lên bất luận tinh thần hay thân thể giờ khắc này diệp huyền đều nằm ở dưới thả lòng tuyệt đối ao 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 trong đầu hắn sinh mệnh võ hồn điên cuồng bay múa tham lam hấp thu lực lượng sinh mệnh võ hồn nguyên bản đạt đến bát tinh hầu như rất khó tăng lên dĩ nhiên cấp tốc sinh trưởng từ dây leo nguyên lai từ từ hóa thành một đại thụ che trời một loại lực lượng sinh mệnh tinh khiết từ trên người diệp huyền tràn ngập ra chỉ một thoáng toàn bộ yêu thần cung đầy dẫy khí tức sự sống nồng nặc để mỗi một tên yêu thần cung cung chủ từ linh hồn đến thân thể, đều cảm thấy một trận dễ dàng cùng khoan khoái. Tam đại lão cung chủ khiếp sợ nhìn trên người Diệp Huyền tản mát ra khí tức sự sống, kinh ngạc nói. Luồng khí tức này, đây là, tam đại cung chủ phảng phất như nhìn thấy đồ vật gì khó có thể tin, thân thể kích động run rẩy Chít chít, đột ngột, tiểu tử điêu xuất hiện ở trên bả vai Diệp Huyền. Tên tiểu tử này, mấy ngày nay vẫn ở trong túi linh sủng của Diệp Huyền ngủ say, thậm chí ở thời điểm thánh thành đại chiến cũng không xuất hiện, nhưng vào lúc này, cảm thụ khí tức sinh mệnh võ hồn, nó ngay lập tức liền xuất hiện. Chỉ thấy nó nghi hoặc nhìn Diệp Huyền cả người tỏa ra lực lượng sinh mệnh kinh người, lại cảm thụ yêu thần cung thả ra lực lượng màu xanh, con người giống như bảo thạch nhất thời lướt qua một tia hưng phấn. Phèo, tiểu tử điêu khô tay múa chân vào tới đỉnh đầu của Diệp Huyền, tương tự tiếp thu lực lượng kia gột rửa. Tựa hồ cảm ứng được tiểu tử điêu tồn tại, ánh sáng trên yêu thần cung nhất thời đại thịnh, ầm ầm ầm, toàn bộ vô tận sơn mạch rung động lên, từ các nơi của Vô Tận Sơn Mạch, từng luồng từng luồng lực lượng kinh người cấp tốc hội tụ, cuối cùng dung nhập vào trong Yêu Thần Cung. Toàn bộ Vô Tận Sơn Mạch phảng phất như rơi vào trong cỗ chấn động này. Một luồng uy thế hủy thiên diệt địa tản mắt ra, làm rất nhiều cường giả yêu tộc trong Yêu Thần Cung hoàn toàn biến sắc, dồn dập nhìn về phía Tiểu Tử Điêu. Chương 1911, đột phá bán thánh. Lực lượng bao phủ xuống, cả người Tiểu Tử Điêu tỏa ra sấm sét màu tím, từng đạo từng đạo phù văn quỷ dị từ trên người nó sáng lên một luồng uy thế so với kim lân còn đáng sợ hơn vô số lần cấp tốc tràn ngập ra đây là ra hỏa gì ở đây rất nhiều cường giả yêu tộc từng cái từng cái từ trên bảo tọa rơi xuống ở dưới tiểu tử điêu tỏa ra khí thế khủng bố nơm nớp lo sợ hầu như không đứng thẳng được từng cái từng cái trong lòng bốc lên một luồng tâm ý cúng bái mãnh liệt người này muốn thức tỉnh sao kim lân luôn luôn không sợ trời không sợ đất trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh hãi trong lòng run sợ nhìn tiểu tử điêu dưới vầng sáng màu xanh mãnh liệt sau lưng tiểu tử điêu, đột nhiên nhô lên hai cái mụn thịt, phảng phất như có món đồ gì, từ bên trong phá kén mà ra, phù một tiếng, hai vầng sáng đột nhiên từ bên trong triển khai ra, là một đôi cánh chim màu tím. Cánh chim màu tím, tỉ mỉ tinh tế, trên chán tiểu tử điêu, một phù văn thần bí bắt đầu hiển hiện, cái phù văn thần bí kia, hóa thành một tinh thể màu tím, khác ở trên chán tiểu tử điêu. Hống, toàn bộ cung điện, tựa hồ vang lên một tiếng rồng ngâm vang dội cái khí thế rộng rãi kia, lúc này khiến cho hết thảy cường giả yêu tộc ở đây, bao quát tam đại cung chủ đều oành một tiếng quỷ dạp dưới đất, phảng phất như run dế nhìn thấy thần long, từ nơi sâu xa của linh hồn cùng huyết thống truyền đến từng trận hoảng sợ. Toàn bộ đại điện, bây giờ có thể đứng chỉ có Diệp Huyền cùng Kim Lân. Con mẹ nó, cái tên này, rốt cuộc thức tỉnh. Kim Lân nơm nớp lo sợ nhìn tiểu tử điêu mọc ra cánh, phảng phất như nhìn một ác ma. Ầm, ừ, mà ở dưới tiểu tử điêu, trên người Diệp Huyền đột nhiên bùng nổ ra một luồng khí thức kinh khủng, một loại cảm giác hủy thiên diệt địa hiện ra ở trong đầu óc của diệp huyền cửu truyền thánh thể của ta dĩ nhiên đột phá cửu truyền còn có tu vi của ta diệp huyền rõ ràng cảm nhận được huyền hải trong thân thể mình đã cùng thân thể hoàn toàn hợp thành một thể thiên địa quy tắc ở trong thần thức của hắn trở nên cực kỳ rõ ràng cùng sáng tỏ phảng phất như đưa tay là có thể chạm tới bán thánh mình dĩ nhiên đột phá bán thánh diệp huyền khó có thể tin cảm thụ thân thể của mình hắn biết rõ chỉ có bán thánh mới có thể đối với thiên địa quy tắc nhận biết rõ ràng như thế yêu thần cung này chính là yêu tộc trí bảo có thể phân biệt tất cả yêu tộc ta rõ ràng là nhân loại nhưng mà tại sao diệp huyền không nghĩ ra tại sao mình một nhân loại dĩ nhiên ở dưới yêu tộc trí bảo yêu thần cung bao phủ không bị giết trái lại tu vi đột phá đến bán thánh chẳng lẽ mình là yêu thú sao không đúng bất luận kiếp trước kiếp này diệp huyền cũng không nghĩ ra mình và yêu tộc có thể có quan hệ gì là sinh mệnh võ hồn diệp huyền nhìn về phía sinh mệnh võ hồn cái dây leo nguyên bản dài mấy trượng kia giờ khác này lan tràn ra vô số cành lá đã biến thành một đại thụ tràn ngập sức sống lực lượng sinh mệnh nồng nặc tản mát dưới yêu tộc yêu thần cung tăng lên sinh mệnh võ hồn lại bước vào cửu tinh thành võ hồn thứ nhất của mình bước vào cửu tinh diệp huyền nhớ rõ vừa nãy thời điểm linh hồn của mình truyền đến đau nhức là sinh mệnh võ hồn xuất hiện để yêu thần cung thay đổi công kích chẳng lẽ nói sinh mệnh võ hồn của mình cùng yêu tộc có quan hệ gì ô ô, ta đây là ở nơi nào? Ở thời điểm Diệp Huyền cao mày trầm tư, một thanh âm lanh lảnh đột nhiên xuất hiện ở bên tai Diệp Huyền, tiểu tử điêu nguyên bản chỉ to bằng bàn tay, bây giờ đã biến thành gần thước, sau lưng mọc ra một đội cánh chim màu tím, con người giống như tử bảo thạch chuyển loạn, vẻ mặt mê hoặc nhìn bốn phía. Ngươi là, tiểu tử điêu, Diệp Huyền ngạc nhiên nhìn tiểu tử điêu trước mặt, trên người nó, tàn mát một luồng khí thức kinh người, càng khiến hắn vừa đột phá bán thánh, cũng cảm thấy một tia khiếp đảm. Lão, lão đại, Tiểu tử điêu nhìn Diệp Huyền, dùng đùi đắc ý, lập tức nhào tới trên người Diệp Huyền, bi bô nói, lại lắc lắc đầu, tựa hồ không nhớ ra được đồ vật gì. Đột nhiên, tiểu tử điêu nhìn thấy Kim Lân ở một bên, nháy mắt một cái, lộ ra một tia nghi ngờ nói. Ngươi, ngươi là ai, ta thật giống như nhận thức ngươi. Vèo, hắn trong nháy mắt nhảy đến trên đầu Kim Lân, móng vuốt nhỏ gãi đầu một cái, đi tới đi lui, tựa hồ đang hồi ức cái gì, nhưng làm sao cũng không nhớ ra được, tức giận đến ở trên đầu kim lân dậm chân điện hạ người bảo tên này rời khỏi đầu ta a à. kim lân nơm nớp lo sợ khóc tang nhìn diệp huyền hô nhưng lại không dám hất tiểu tử điu xuống thật giống như ôn thần vậy một bên đám người thanh thiên yêu đế đều sướng sờ nhìn tình cảnh này đặc biệt đám người khiếu thiên yêu đế từng cái từng cái trợn mắt ngoác mồm há to mồm bọn hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy kim lân luôn luôn không sợ trời không sợ đất sẽ lộ ra biểu hiện sợ sệt như vậy tiểu tử trở về diệp huyền nhìn tiểu tử điêu nói veo thân hình của tiểu tử điêu loáng một cái trong nháy mắt xuất hiện ở trên bả vai diệp huyền phảng phất như bảo bảo ngoan hiện tại chư vị nên tin tưởng thân phận của ta đi không biết các vị đối với đề nghị của ta thấy thế nào nếu không liên hợp nhân tộc đối kháng linh ma tộc yêu tộc chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ đi hướng diệt phong diệp huyền nhìn đám người thanh thiên yêu đế nói nếu yêu thần cung thừa nhận mình diệp huyền không tin đám người thanh thiên yêu đế còn có cớ gì từ chối thanh thiên yêu đế liếc mắt nhìn diệp huyền cười khổ nói thật không nghĩ tới các hạ dĩ nhiên cùng sinh mệnh nữ hoàng có quan hệ sớm biết như vậy chúng ta căn bản sẽ không hoài nghi các hạ thanh thiên đại ca nói không sai yêu tộc chúng ta đồng ý tiếp thu đề nghị của các hạ cùng nhân tộc đối kháng linh ma tộc thân phận của diệp huyền được nghiệm chứng yêu tộc đối với diệp huyền đã triệt để yên tâm hơn nữa sau khi biết được linh ma tộc đáng sợ bọn hắn vốn đối với đề nghị của diệp huyền vô cùng tán thành trước sở dĩ do dự, chỉ là lo lắng nhân tộc có âm mưu mà thôi. Sinh mệnh nữ hoàng, Diệp Huyền ngẩn người, đối phương là chỉ sinh mệnh võ hồn của mình sao? Lẽ nào sinh mệnh võ hồn của mình thật cùng yêu tộc có quan hệ gì? Tuy trong lòng nghi hoặc, nhưng Diệp Huyền vẫn không hỏi dò, yêu tộc đồng ý, để trong lòng hắn rất kinh hỉ. Chương 1912, đại chiến mở ra. Hiện tại mình đột phá bán thánh, cộng thêm yêu tộc cường đại, Diệp Huyền đối với kích bại linh ma tộc, tăng thêm rất nhiều tự tin. Việc này không nên chậm trễ, kính xin chư vị lập tức hành động. Hiện tại đại quân linh ma tộc đã xuất phát thần đô, lại muộn thì có chút không kịp. Không thành vấn đề, chúng ta lập tức điều động yêu tộc ở vô tận Sơn Mạch, cùng các hạ đi trợ giúp nhân tộc. Rất nhanh, yêu tộc ở vô tận Sơn Mạch liền bắt đầu điều động, mà Diệp Huyền thì thừa dịp khoảng thời gian này, củng cố tu vi của mình, đồng thời nghiên cứu cấm chế trên người Kim Lân. Không thể không nói, yêu tộc điều động vô cùng nhanh chóng, vẻn vẹn ba ngày, Đại quân yêu tộc liền tập kết xong xuôi. Xuất phát, trên bầu trời vô tận sơn mạch, đại quân yêu tộc minh mông cuồn cuộn, ở dưới Diệp Huyền dẫn dắt, tiến vào cương vực của nhân loại. Lúc này, vị trí thần đô, đại quân thánh thành linh ma tộc như mây đen bao phủ tới. Sau khi tiêu diệt yêu tộc ở Thương Khung sơn mạch, đại quân thánh thành linh ma tộc hầu như không hề có chống đối, một đường càn quét, rốt cục ở sau mấy ngày, đội ngũ minh mông cuồn cuộn trực tiếp dáng Lâm thần đô, phong tỏa hết thải cương vực xung quanh thần đô nghiêm cấm bất kỳ võ giả nào tiến vào. Hết thảy thế lực cùng cường giả nhân loại xuất hiện ở khu vực này, đều sẽ bị chém giết. Trong mấy ngày này, cường giả thánh thành linh ma tộc không ngừng điều động, mấy trăm ngàn đại quân, ở ngoài thần đô tập kết, trong vạn dặm xung quanh thần đô, hết thảy thế lực đều bị diệt. Thần đô cơ hồ bị khôi lỗi linh ma tộc cùng thánh thành phái đại quân, vây lại đến mức nước chảy không lọt. Trong đó hạch tâm nhất, vẫn là khôi lỗi linh ma tộc cùng đại quân bản thân thánh thành, đặc biệt là khôi lỗi do linh ma tộc nô dịch, phần lớn là vũ đế, vũ đế nhị trọng có mấy ngàn, vũ đế tam trọng cũng có gần trăm. bọn họ đến từ viễn cổ các tộc, đều chỉ còn dư lại nhục thân, không có ý thức tự chủ, có chỉ là bản năng giết chóc. một khi bắt đầu chém giết, những khôi lỗi không có thống khổ này so với vũ đế bình thường càng thêm khó chơi. đương nhiên, trong này căn bản nhất là mấy cường giả bán thánh của linh ma tộc thoát phây, cùng với đám người thánh thành diệp thiên thánh chủ. vào giờ phút này, toàn bộ thần đô bầu không khí động lại, đằng đằng sát khí đại lục vô số thế lực đều đang nhìn, trong lòng căng thẳng. Thần Đô, ở nơi trung ương đại lục, là trung tâm của viễn cổ luyện hồn sư, do một tòa chủ hồn sư tháp, 18 tòa phó hồn sư tháp tạo thành. 19 tòa tháp cao trọc vào vân thiên, mỗi một tòa đều cổ điển uyên thâm, trải qua vô số tháng năm ăn mòn, trước sau sừng sướng không ngã. Từng đạo từng đạo hồn quang vô hình, ở trong các đại tháp quanh quẩn tỏa ra uy thế hủy thiên diệt địa. Ở mấy ngày trước, các thế lực lớn đã tham gia thánh thành đại hội, đều hưởng ứng thần đô hiệu triệu, bao quát một ít thế lực ở hạ vực cũng như thế, thế lực khắp nơi có không ít cường giả đều ở trước khi cường giả linh ma tộc đến đi tới thần đô, chuẩn bị đồng tâm hiệp lực đối kháng đại quân thánh thành linh ma tộc. Tuy tất cả mọi người vừa bắt đầu thì có chuẩn bị, nhưng nhìn đến khôi lỗi linh ma tộc cùng đại quân thánh thành, mọi người mặc dù biết thần đô cường giả tập hợp, nhưng vẫn cực kỳ thấp thỏm. Đây chính là thế lực cường đại có thể dễ dàng diệt hải tộc, bọn họ những thế lực này liên hợp lại, thật có thể ngăn cản được thánh thành linh ma tộc tiến công sao? Một khi thần đô thất thủ, toàn bộ nhân tộc sẽ không còn thế lực có thể đối kháng thánh thành linh ma tộc. Nguyên bản còn có một chút thế lực trong lòng mang may mắn, muốn nương nhờ vào thánh thành, nhưng nhìn thấy thánh thành tùy ý linh ma tộc đổ giết mấy ngàn vạn dân chúng đại lục, không những không ngăn trở, mình cũng tham dự vào, bọn họ đều từ bỏ cái ý niệm ấy. Lấy ca tính của linh ma tộc cùng thánh thành, thật đến có một ngày, thánh thành linh ma tộc không cần bọn họ, nhất định sẽ không nhìn tác dụng của bọn họ, chém giết tất cả. Những ngày gần đây, thần đô đã truyền phát lịch sử của linh ma tộc ra ngoài, linh ma tộc chính là một chủng tộc cực kỳ tàn nhẫn, trong xương cũng cực kỳ tàn bạo, một lòng giết chóc. Đối với bọn hắn mà nói, giết chóc chính là một loại bản năng, so với bọn họ tưởng tượng còn muốn hung tàn máu tanh nhiều lắm. Các thế lực lớn nhân tộc cũng đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có cùng chung mối thù, ở thần đô liên thủ cùng linh ma tộc quyết chiến, mới có một chút hy vọng sống linh ma tộc cùng thánh thành cũng biết chỉ cần công chiếm thần đô tiêu diệt thần đô đan tháp khí thành toàn bộ thiên huyền đại lục sẽ không bao giờ có người có thể cùng bọn họ đối kháng vì lẽ đó tới đây bọn họ là tình thế bắt buộc nơi này chính là nhân tộc thần đô trong đại quân linh ma tộc cổ minh ma tôn lạnh lùng nhìn phía trước trong ánh mắt toát ra vẻ dữ tợn tàn nhẫn bắt đầu tiến công đi hắn lạnh lùng phất tay sau khi điều chỉnh mấy ngày rốt cục bắt đầu tiến công đại quân giống như biển gầm như cá giết sang sông, điên cuồng nhằm về phía thần đô. Trong thần đô, thần đạo tử, thiên dược đại sư, cổ hỗn thành chủ, hắc long cung chủ, đám người giao nguyệt vũ đế. Từ lâu tụ tập ở biên cảnh thần đô, ở sau lưng bọn hắn, là cường giả nhân tộc lít nha lít nhít, từng cái từng cái tâm thần thấp thỏm, nắm chặt song quyền. Nhìn đại quân kéo tới ngập trời, thần đạo tử khoát tay chặn lại, quát lạnh. Mở ra thông thiên tháp trận, theo tiếng nói của hắn hạ xuống, 19 thông thiên thần tháp, trong phút chốc phóng ra hào quang óng ánh, trên đỉnh tháp, các cột sáng nối liền, hình thành một bình phong bảo vệ cực lớn, bao phủ thần đô trong đó. Mở ra thần hồn cấm chế, phát động thần hồn công kích. Sau đó, thần đạo tử lại ra lệnh, chỉ thấy 18 thông thiên hồn tháp ở ngoại vi, dồn dập sáng lên, trên đỉnh tháp, ngưng tụ từng luồng từng luồng lực lượng kinh người. Xeo xeo xeo, vô số đạo công kích kinh người, thoáng chốc như thần lôi giáng thế, đánh vào trong đại quân linh ma tộc cùng thánh thành ầm ầm ầm, 18 cột sáng, quét ngang tất cả, chỉ nghe tiếng nổ vang kịch liệt không ngừng, lượng lớn khôi lỗi linh ma tộc bị oanh thành mảnh vỡ, dưới công kích kinh khủng như thế, cho dù là vũ đế khôi lỗi, cũng khó mà chống đối, từng cái từng cái vụn vặt. Nhưng linh ma tộc cùng đại quân thánh thành dù sao cũng quá nhiều, giống như thủy triều, từ bốn phương tám hướng vào tới, trong đó có không ít tránh thoát thần hồn công kích, dồn dập đi tới trước cấm chế, ra tay toàn lực. Chương 1913, tử thương nặng nề. Giết, các loại công kích, như hạt mưa điên cuồng rơi vào tầng phòng ngự của thần đô, phát sinh nổ vang kịch liệt. Phốc phốc phốc, trên cấm chế của thần đô, nhất thời sáng lên vô số gợn sóng, tầng phòng ngự ở dưới rất nhiều khôi lỗi cường giả công kích, không ngừng lay động. Xuất kích, thần đạo tử lần thứ hai lệ quát một tiếng, rầm rầm rầm, 18 đạo quang hồng không ngừng quét ngang, tảng lớn tảng lớn linh ma tộc cùng cường giả thánh thành không ngừng vẫn lạc. Trước khi không có công phá tầng phòng ngự của thần đô, linh ma tộc cùng cường giả thánh thành chỉ có thể bị động chịu đòn trong lòng các cường giả dâng lên một tia tự tin mãnh liệt song phương còn chưa động thủ linh ma tộc liền vẫn lạc nhiều khôi lỗi như vậy cứ kéo dài tình huống như thế nói không chắc bọn họ thật có khả năng ngăn linh ma tộc ở ngoài thần đô hư nhân tộc quả thực chính là con rùa đen rút đầu cổ minh ma tôn nhất thời không nhìn nổi nếu như tiếp tục như thế coi như linh ma tộc bọn họ có thể công phá thần đô phòng ngự cũng tử thương lượng lớn thủ hạ hắn nháy mắt một cái. Vài tên linh ma tộc bán thánh ở sau lưng hắn lập tức bay ra, nhằm về phía phòng ngự đại trận. Ngăn cản chúng nó, vẻ mặt của thần đạo tử biến đổi, lúc này phân phó nói, chỉ thấy vài đạo cầu vồng như trụ trời, trong nháy mắt quét về phía vài tên linh ma tộc bán thánh kia. Ầm, um, công kích khủng bố rơi vào trên người bọn hắn, oanh vài tên linh ma tộc bán thánh này bay ngược ra ngoài, trên người bốc khói xanh, nhưng đón lấy, bọn hắn lần thứ hai xông về phía trước, từng cái từng cái toàn lực ra tay oanh kích đại trận phòng ngự. 18 tòa thông thiên tháp thả ra công kích, căn bản không có cách kích thương chúng nó. Linh ma tộc phòng ngự quá biến thái, thông thiên tháp công kích, nhiều nhất chỉ vượt qua cảnh giới vũ đế, chỉ có thể kích thương linh ma tộc bán thánh, còn không cách nào đánh giết bọn hắn, thay đổi đối tượng công kích, tiến công vài tên kia. Sắc mặt thần đạo tử trầm xuống, chỉ cần không cách nào đánh giết linh ma tộc bán thánh, như vậy công kích của bọn họ liền không không làm nên chuyện gì, hoàn toàn chính là đang lãng phí năng lượng, thần đạo tử lập tức thay đổi mệnh lệnh, để Thông Thiên Tháp lần thứ hai công kích linh ma tộc khôi lỗi. Trong tiếng phốc phốc phốc, khôi lỗi linh ma tộc không ngừng hóa thành bụi phấn, lượng lớn cường giả vẫn lạc. Ầm ầm ầm, đồng thời tầng phòng ngự của thần đô cũng kịch liệt lung lay, phát sinh tiếng vang ngập trời, khiến người ta lo lắng đề phòng, chỉ lo sau một khắc liền bị đánh tan, để cường giả linh ma tộc giết vào. Hư, 19 Thông Thiên Tháp của thần đô ta, chính là thời đại viễn cổ, do vô số luyện hồn sư kiến tạo thành, nếu đơn giản liền bị công phá. Thần Đô ta há có thể sừng sướng thiên huyền đại lục nhiều năm như vậy. Thần đạo tử hư lạnh một tiếng, đối với thần Đô phòng ngự vô cùng tự tin. Linh ma tộc cũng phát hiện muốn trong thời gian ngắn công phá thần Đô phòng ngự, tựa hồ hơi không thể. Nếu những nhân loại này nghĩ dựa vào một mai rùa, liền có thể ngăn cản bước chân của linh ma tộc ta, vậy thì quá ngây thơ a. À. Vẻ mặt của Cổ Minh Ma tôn âm lạnh cùng giữ tợn, cười gần nói. Linh ma tộc ta tiêu diệt qua bao nhiêu chủng tộc, há lại là rùa rụt cổ không ra liền có thể chống đối? Cổ địa giáng lâm, cổ minh ma tôn cười gần, trong tay đột nhiên xuất hiện ma kính, một đạo lực lượng không gian mông lung cấp tốc bao phủ ra ngoài. Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm, giữa bầu trời hiện ra một mảnh đại lục to lớn, chính là linh ma tộc cổ ma chi địa. Cái đại lục kia như một tòa phi thành từ trong hư không đè ép ra, sau đó ầm ầm va chạm về phía tầng phòng ngự của thần đô. Cái gì? Nhìn thấy ma địa nghiền ép đến, đám người thần đạo tử ở trong thần đô đều biến sắc, trong lòng kinh hãi. ầm! Um, ở dưới con mắt của tất cả mọi người, cổ địa to lớn như một khối thiên thạch, mạnh mẽ va chạm ở trên tầng phòng ngự của thần đô, chỉ nghe ầm ầm vang rền không ngừng, tầng phòng ngự của thần đô kịch liệt lay động, phía trên lít nha lít nhít xuất hiện rất nhiều vết rạn nứt. Tiếp theo phịch một tiếng, tầng phòng ngự ngăn cản linh ma tộc nửa ngày rốt cục không chịu được lực lượng trùng kích, triệt để nát tan. Giết, đại quân linh ma tộc giống như thủy triều, dũng nhập thần đô, cùng cường giả nhân tộc trong thần đô chém giết cùng nhau. Phốc phốc phốc, máu tươi tỏa ra, tiếng kêu rên liên hồi, trong nháy mắt, thì có hơn trăm cường giả nhân tộc vẫn lạc, đẫm máu trời cao, mà linh ma tộc, cũng có không ít khôi lỗi bị oanh thành mảnh vỡ, hóa thành ma linh tiêu tan. Trong thiên địa, quanh quần một luồng khí tức sơ xác Giết đi, phòng ngự bị phá, đám người thần đạo tử từng cái ánh mắt điên cuồng, dồn dập nhảy vào chiến đoàn, tình cảnh trong nháy mắt hỗn loạn tương bừng. Diệp Thiên Thánh Chủ, vừa nãy thời điểm tiến công thần đô, các người tựa hồ không ra lực, hiện tại thần đô đã phá, các hạ nên ra tay rồi chứ. Cổ minh ma tôn quay đầu liếc nhìn thánh thành diệp thiên thánh chủ, ánh mắt âm lạnh. Trước tiến công thần đô, hầu như tất cả đều là khôi lỗi của linh ma tộc hắn đánh tiên phong, mà cường giả thánh thành vẫn cố thủ phía sau, tự nhiên dẫn tới cổ minh ma tôn bất mãn. Cổ minh ma tôn yên tâm, trước thần đô phòng ngự quá mạnh, thánh thành ta ra tay, cũng rất khó phá tan vòng bảo vệ. Bây giờ phòng ngự của thần đô đã phá, thánh thành ta đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, diệp thiên thánh chủ khẽ mỉm cười sau đó quay về phía sau rất nhiều cường giả thánh thành quát lạnh nghe ta hiệu lệnh giết vào thần đô đem hết thảy người phản kháng thánh thành ta chém giết sạch sành xanh vâng đám người cận ly phó thánh chủ lòng đạo nhân cười một tiếng dẫn dắt rất nhiều cường giả thánh thành dồn dập nhảy vào trong thần đô một hồi đại chiến thảm liệt ở trong thần đô bạo phát các thế lực lớn nhân tộc liên hợp lại tuyệt đối là một con số kinh người nhưng mà so với linh ma tộc cùng với cường giả thánh thành lại có chút giật gấu vá vai. Trong đó càng đáng sợ, vẫn là khôi lỗi linh ma tộc, những khôi lỗi này đến từ viễn cổ các tộc, hung hãn không sợ chết, từng cái từng cái bùng nổ ra sức chiến đấu kinh người. Ha ha ha, giết thật thoải mái, trong đó mấy cường giả bán thánh của linh ma tộc, mỗi đánh xuống một đòn, đều có thật nhiều cường giả vẫn lạc, lượng lớn tinh huyết bị bọn hắn hút vào trong cơ thể, hóa thành năng lượng. chương 1914, thần đô hủy diệt một. Đáng ghét, đám người thần đạo tử cật lực chống đối, nhưng chỉ có thể khổ sở chống đỡ. Mắt thấy cường giả trong thần đô vẫn là càng ngày càng nhiều, thần đạo tử, cổ hỗn thành chủ, thiên dược đại sư, hắc long cung chủ còn có giao nguyệt vũ đế. Trong bóng tối liếc mắt nhìn nhau, trong con người nhất thời lộ ra một tia kiên quyết. Lui lại, tất cả mọi người lui lại thần đô chủ tháp. Thần đạo tử tức giận hét lớn, thanh âm vang dội ở trong thiên địa, chỉ thấy 19 tòa tháp cao trong thần đô, dồn dập sáng lên từng cột sáng kinh người, đánh vào trong chiến đoàn. Tuy thần đô phòng ngự bị phá, nhưng công năng của 19 thông thiên tháp không phá. Cột sáng khủng bố, trong nháy mắt phân cách chiến trường ra, cường giả các thế lực lớn ở dưới lãnh tụ từng thế lực dẫn dắt, vừa chiến vừa lui, liên tiếp lùi vào thần đô chủ tháp. Trong lúc nhất thời, tuyệt đại đa số người đều lui giữ đến chủ tháp, nhưng còn có thật nhiều võ giả, ở trong quá trình lui giữ vẫn lạc đạo tiêu, hóa thành bụi bặm. Cản bọn họ lại, cổ minh ma tôn quát lạnh một tiếng, trước tiên xông lên, nỗ lực ngăn lại đám người thần đạo tử vô đột nhiên trên chủ tháp tỏa ra một đạo hồn lực gợn sóng quỷ dị gợn sóng này bao phủ phạm vi mấy chục dặm xung quanh chủ tháp lại bài xích hết thảy linh ma tộc cùng cường giả thánh thành ở bên ngoài phần sáng có chứa lực bài xích kinh người lại có thể bài xích cổ minh ma tôn ra ngoài được trong nháy mắt thở dốc đám người thần đạo tử đều trốn về thần đô chủ tháp một lồng ánh sáng mông lung bảo vệ thần đô chủ tháp ở trong đó trong lòng cổ minh ma tôn tức đến nổ phổi những nhân tộc này quả thực trời sinh chính là rùa đen mới đầu trốn ở dưới tầng phòng ngự hiện tại đánh không lại lại trốn xuống dưới vòng phòng hộ hư bọn họ cho rằng trốn đi là có thể sao đồ vật bổn ma tôn coi trọng không có công không được ánh mắt cổ minh ma tôn âm lạnh mệnh lệnh hết thảy cường giả linh ma tộc toàn lực tiến công lấy tốc độ nhanh nhất công phá thần đô chủ tháp phòng ngự một bên chân mày của diệp thiên thánh chủ hơi nhíu lại đám người thần đạo tử trốn vào chủ tháp tương đương với bắt ba ba trong giỏ căn bản không làm nên chuyện gì một khi chủ tháp phòng ngự bị phá, các thế lực lớn đều khó thoát khỏi cái chết, lẽ nào đám người thần đạo tử ngay cả những cái này cũng không biết. Trong tâm Diệp Thiên Thánh chủ không khỏi hơi nghi hoặc, luôn cảm thấy nơi nào đó có cái gì không đúng. Giờ khắc này, trong thần đô chủ tháp, rất nhiều cường giả nhân tộc mỗi cái cả người máu tươi, vẻ mặt khủng hoảng. Xong, hiện tại chúng ta bị nhốt nơi này, đã không đường có thể trốn. Lẽ nào ngày hôm nay nhân tộc ta chúng liền muốn diệt phong ở đây sao? Cùng bọn họ liều mạng, cho dù chết, cũng phải giết đủ. Cường giả các thế lực lớn mặt lộ vẻ tuyệt vọng, từng cái từng cái giữ tợn hô lớn, mỗi người đều biết, bọn họ đã không có hy vọng chiến thắng, trốn ở chỗ này, chỉ có thể kéo dài hơi tàn, một khi thần đô chủ tháp bị công phá, tất cả mọi người bọn họ đều phải chết. Đúng lúc này, vài đạo khí thức ở trong chủ tháp giáng lâm, đầu lĩnh chính là mấy người thần đạo tử, thiên dược đại sư, trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo một ít thương thế, nhưng trong ánh mắt không có một chút hoảng loạn chư vị không cần kinh hoàng thần đạo tử cao giọng nói chúng ta dẫn dắt chư vị trốn vào trong thông thiên tháp tự nhiên là có con đường sống tất cả mọi người đi theo ta thần đạo tử dứt tiếng lúc này mang theo mọi người phi vút về phía đỉnh tháp cái gì trong thông thiên tháp có lối thoát này có phải là thật hay không hiện tại toàn bộ hư không thần đô đã bị linh ma tộc cùng thánh thành phong tỏa còn có thể có con đường sống nếu thần đạo tử hội trưởng nói như vậy hẳn là sẽ không gạt chúng ta đi cùng đi lên xem một chút. Cường giả các thế lực lớn kiềm chế lại vui mừng trong lòng, liền theo thần đạo tử phi vút về phía đỉnh tháp. Tuy thần đô chủ tháp chỉ là một tòa tháp cao, nhưng không gian bên trong cực kỳ bao la, tương đương với một thành trì loại nhỏ, rất nhiều cường giả tụ tập ở trong đó, không có chút chen chút nào. Mọi người tới đỉnh thông thiên tháp, ngay lập tức nhìn thấy một đường hầm không gian xoay tròn. Dĩ nhiên thật sự có lối thoát, sao có thể có chuyện đó? Thần đô là làm sao ở tình huống hư không phong tỏa, mở ra một đường hầm không gian như thế. Tất cả mọi người mừng như điên, từng cái từng cái khó có thể tin. Cổ hỗn thành chủ, người dẫn mọi người trước tiên triệt lui, tất cả mọi người, căn cứ thế lực từng người, dựa theo trật tự tiến vào đường hầm không gian, tốc độ phải nhanh. Thần đạo tử quay về mọi người hô lớn, thông thiên tháp chủ tháp phòng ngự linh ma tộc công kích, hẳn kiên chỉ không được quá lâu. Cổ hỗn thành chủ gật gù, dẫn dắt cường giả khí thành trước tiên tiến vào đường hầm không gian. Từng đạo từng đạo lưu quang đi vào trong đó, rất nhanh biến mất ở trong không gian loạn lưu. Tiếp theo cường giả các thế lực lớn, cũng dồn dập tiến vào trong đó, mọi người lui lại tốc độ cực nhanh, vẻn vẹn nửa nén hương thời gian, toàn bộ thông thiên tháp đã chỉ còn dư lại mấy người thần đạo tử, thiên dược đại sư, hắc long cung chủ, giao nguyệt vũ đế. Đây là lần cuối cùng ta nhìn thấy thông thiên tháp, hai mắt thần đạo tử nhìn thông thiên tháp, mang theo một tia quyến luyến. Thần đạo tử hội trưởng, người thật sự quyết định làm như vậy sao? Vẻ mặt thiên dược đại sư nghiêm túc nói trên mặt thần đạo tử lộ ra một tia kiên quyết, vì tương lai nhân tộc, cái này cũng là chuyện không có biện pháp, tiền bối thần đô ta, năm đó sở dĩ bố trí cơ quan này, chính là lo lắng sự tình như ngày hôm nay phát sinh. Đi thôi, thần đạo tử cuối cùng quyến luyến liếc nhìn thông thiên tháp, xoay người cùng đám người thiên dược đại sư bước vào đường hầm không gian. Vù, khi bọn họ đều tiến vào đường hầm không gian, toàn bộ đường hầm không gian trong nháy mắt khép kín, đồng thời trên vách thông thiên tháp, đột nhiên sáng lên từng đạo từng đạo trận văn chói mắt những trận văn này cực tốc lấp lóe một luồng lực lượng kinh người bắt đầu ngưng tụ ở trong toàn bộ thông thiên tháp ngoài thông thiên tháp linh ma tộc tiến công còn đang điên cuồng tiếp tục rốt cục ầm một tiếng ở sau khi tiến công gần một nén nhang thời gian phòng ngự của thông thiên chủ tháp không chịu nổi triệt để nổ tung ra đám người cổ minh ma tôn trong nháy mắt nhảy vào trong thông thiên tháp nhìn thấy thông thiên tháp không có một bóng người sắc mặt của đám người cổ minh ma tôn biến đổi chương 1915, thần đô hủy diệt hai Vèo, sau một khắc, thân hình đám người Cổ Minh Ma Tôn loáng một cái, phút chốc đi tới đỉnh Thông Thiên Tháp. Có đường hầm không gian lưu lại khí tức, đây là. Ánh mắt Cổ Minh Ma Tôn rơi vào vị trí đường hầm không gian, sắc mặt nhất thời biến đổi, trong thần đô Thông Thiên Tháp, dĩ nhiên có một đường hầm không gian cố định, loại đường hầm không gian này kiến thiết, độ khó cực cao, không giống như đường hầm không gian ở tình huống bình thường, đây là Lâm thời mở ra, mà là lợi dụng thủ đoạn kinh người trực tiếp ở trong không gian mở ra một đường hầm không gian vĩnh viễn, sẽ không bị không gian phong tỏa ảnh hưởng. Không nghĩ tới những người thần đô này, dĩ nhiên đã sớm chuẩn bị. Cổ Minh Ma Tôn phẫn nộ gào thét một tiếng. "Hả? Diệp Thiên Thánh chủ ở một bên theo Cổ Minh Ma Tôn tiến vào, liếc nhìn vách tường Thông Thiên Tháp, sắc mặt đột nhiên biến đổi, không tốt." Sắc mặt hắn lộ ra vẻ kinh sợ, thân hình loáng một cái, đột nhiên lướt ra khỏi Thông Thiên Tháp. Chỉ thấy trong thần đô, 19 tòa Thông Thiên Tháp không biết lúc nào Đột nhiên sáng lên, mỗi một tòa thông thiên tháp đều giống như hóa thành một thiết côn thiêu đốt, một loại năng lượng hủy thiên diệt địa đột nhiên lóe lên liền qua. Đáng chết, trong mắt Diệp Thiên Thánh chủ lộ ra một tia kinh sợ, muốn xông ra phạm vi thần đô, chỉ là không chờ hắn bước vào hư không. Ầm, um, thần đô 19 tòa thông thiên tháp đột nhiên tự bạo, trong phút chốc, thiên địa mất đi màu sắc, chỉ còn dư lại một mảnh trắng xóa, một luồng xung kích khủng bố đến mức tận cùng, lấy một loại tốc độ kinh người, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thần đô. Thần đô Tự bảo, 19 tòa thông thiên tháp bộc phát ra uy lực đáng sợ, đừng nói cường giả vũ đế, coi như là cường giả bán thánh, cũng ở dưới uy lực kinh khủng đó, hóa thành cho tàn. Lúc này, ở một phía khác của đường hầm không gian, cường giả các thế lực lớn tụ tập ở trong hoang mạc, trước mặt bọn họ là một màn che cực lớn, trong màn che hiện ra chính là cảnh tượng thần đô Tự bảo. Cái vệt trắng ngập trời kia, tràn ngập mi mắt mỗi người, tất cả mọi người đều trừng lớn hai mắt, khó có thể tin. Bọn họ không nghĩ tới thần đô vì hủy diệt linh ma tộc, dĩ nhiên tự hủy 19 tòa thông thiên tháp, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn thần đạo tử, đây là cần quyết tâm lớn bao nhiêu, mới có thể làm ra quyết định như vậy, hiện tại đến xem, từ khi các thế lực lớn tụ tập thần đô, thần đạo tử hội trưởng cũng đã làm ra quyết định này. Trên màn tre, vệt trắng lấp lóe không ngừng kéo dài, vẫn kéo dài mấy chục giây, dần dần, vệt trắng tiêu tan ra. Bao quát đám người thần đạo tử ở trong tất cả mọi người, đều nhìn chằm chằm hình ảnh, con người không chấp một cái. Linh ma tộc cùng người thánh thành vẫn lạc sao. Trong lòng mỗi người đều đang cầu khẩn. Cuối cùng, vệt trắng tan hết, nhưng mọi người thấy cảnh tượng trên màn tre, ánh mắt nguyên bản mong đợi, trong nháy mắt trở nên cụt hứng, một tia thất lạc cùng tuyệt vọng, từ trong mắt mỗi người lộ ra. Dĩ nhiên thất bại, làm sao có thể, chỉ thấy trên màn tre, cổ ma chi địa tỏa ra hắc mang mông lung, dưới hắc mang, linh ma tộc cùng cường giả thánh thành, chỉ còn dư lại 2 phần 5, tổn thất hơn một nửa, nhưng bao quát nhóm cường giả cổ minh ma tôn, không một vẫn lạc. Là cổ ma chi địa kia, cổ ma chi địa bảo vệ cường giả linh ma tộc. Khóe miệng đám người thần đạo tử lộ ra một tia cay đắng, thiên toán vạn toán, bọn họ vẫn không tính tới, linh ma tộc cổ ma chi địa, dĩ nhiên chặn lại phần lớn xung kích khi thần đô tự bảo. Hiện tại chỉ có thể lui giữ khí thành, cay đắng nở nụ cười, không có quá nhiều do dự, đám người thần đạo tử dồn dập bay lượn lên, phi vút về phía khí thành. Thần đô, nhân loại giảo hoạt, nếu như không phải bổn ma tôn thời khắc sống còn điều khiển cổ ma chi địa giáng lâm, đại quân của linh ma tộc ta, e là toàn bộ đều bị diệt. Cổ minh ma tôn ngửa mặt lên trời rít gào, biểu hiện vô cùng phẫn nộ, dù như vậy, đại quân linh ma tộc hắn, cũng tổn thất gần một nửa, có thể nói tử thương nặng nề. Diệp Thiên Thánh Chủ, người thân là lãnh tụ nhân tộc, lẽ nào ngay cả chút tình báo ấy cũng không có sao. Cổ minh ma tôn hung tận nhìn về phía Diệp Thiên, lần này thần đô tự bảo, thực sự là quá bất ngờ, hắn căn bản không kịp đúng lúc phản ứng, dẫn đến linh ma tộc mới sinh ra không ít tộc nhân, hóa thành cho tàn. Linh ma tộc bọn hắn bị nhốt ở trong thời không loạn lưu mấy chục ngàn năm, tộc nhân đã cực kỳ ít ỏi, có thể nói chết một, thiếu một. Diệp Thiên Thân là nhân tộc lãnh tụ, ở cổ minh ma tôn xem ra, trách nhiệm này hẳn là thuộc về hắn, không nhịn được của trách. Cổ minh ma tôn, thần đô cùng thánh thành ta đều là thế lực hàng đầu của nhân tộc, tình huống trong thần đô, thánh thành ta cũng không phải hiểu rất rõ. Một bên, Diệp Thiên Thánh chủ lòng vẫn còn sợ hãi, ánh mắt lạnh lùng, sắc mặt cực kỳ âm trầm, lần này Thần Đô tự bảo, cường giả Thánh Thành hắn cũng vẫn lạc nhiều hơn phân nửa. Thần Đô quyết tâm cũng thật lớn, dĩ nhiên tình nguyện tự bảo sao huyệt, cũng phải để bọn họ chôn vùi ở đây. Hư, không phải hiểu rất rõ, như vậy muốn Thánh Thành ngươi có ích lợi gì? Cổ Minh Ma Tôn biểu hiện phẫn nộ, ma uy ngập trời tỏ khắp, chấn động đến mức vô số cường giả Thánh Thành dồn dập thổ huyết rút lui. Diệp Thiên hừ lạnh một tiếng một luồng áp lực vô hình tản mắt ra ngăn cản ma uy của cổ minh ma tôn hành vi của diệp thiên nhất thời chọc giận cường giả ma tộc còn lại ở phía sau cổ minh ma tôn từng cái từng cái biểu hiện phẫn nộ tỏa ra ma uy khủng bố một lời không hợp liền muốn ra tay đánh nhau song phương trong lúc đó lập tức tràn đầy mùi thuốc súng diệp thiên thánh chủ nhíu mày nói cổ minh ma tôn chúng ta việc cấp bách hẳn là tìm được hướng đi của nhân tộc liên quân mà không phải ở đây nội chiến chứ Ánh mắt của cổ minh ma tôn cực kỳ âm trầm, sau khi lấp lóe mấy lần, khoát tay chặn lại, ngăn cản thủ hạ ra tay, lạnh lùng nói. Các hạ nói không sai, chúng ta vẫn là tìm những tên kia quan trọng hơn, ta muốn những tên kia, hết thảy trở thành đồ ăn của linh ma tộc ta. Cổ minh ma tôn cùng Diệp Thiên Thánh chủ lập tức tới vị trí thần đô đã hóa thành cho tàn, hai người thả ra thần thức, cẩn thận nhận biết trong hư không lưu lại một tia gợn sóng. chương 1916, Chiến thương đột phá một. Bọn họ đi phương hướng này, Cổ Minh Ma Tôn Thân là cường giả viễn cổ của Linh Ma Tộc, ở phương diện không gian tự nhiên không phải Diệp Thiên có thể so sánh, rất nhanh ở trong hư không khắc xuống địa phương đám người thần đạo tử đi tới, cũng ở trong hư không biểu thị ra phương vị, sau đó nhìn Diệp Thiên nói. Người có biết, nơi này là nơi nào không? Thời quang xa hải, Diệp Thiên mắt sáng lên, trầm mặt trần nói. Ta rõ ràng, nơi đó là vị trí khí thành, đám người thần đạo tử hẳn là lùi về trong khí thành. Khí thành, trung tâm viễn cổ luyện khí sư, thánh địa của luyện khí sư hiện nay, chỉ luận phòng ngự, khí thành so với thần đô chỉ có hơn chứ không kém. Khí thành sao, dù bọn họ trốn đến chân trời góc biển, cũng khó thoát khỏi cái chết, đi. Thoáng điều chỉnh đại quân một chút, lúc này cổ minh ma tôn mang theo cường giả còn lại của linh ma tộc, điên cuồng giết về phía khí thành. Dọc theo đường đi, cường giả linh ma tộc nổi giận ở chung quanh giết chóc, vô số thành trì nhân tộc hủy hoại trong một ngày, mà lãnh địa yêu tộc ở ven đường, cũng đều bị giết sạch, sinh linh đổ thán, chỗ đi qua không dư thừa bất kỳ sinh cơ. Thậm chí, vì ngăn cản nhân tộc lại có thêm đường lui, cổ minh ma tôn dẫn dắt đại quân linh ma tộc, đi vòng tới đan tháp, triệt để oanh đan tháp thành phế tích, mới lần thứ hai đi tới khí thành. Từng đạo từng đạo tin tức truyền vào khí thành, nhân tộc liên minh lòng người bàng hoàng, nhưng không có cách nào chủ động xuất kích, chỉ có thể cố thủ khí thành, điên cuồng tăng lên thực lực của mình, chuẩn bị đón lấy một trận chiến. Sau một tháng, đại quân linh ma tộc rốt cục đi tới khí thành đây chính là khí thành sao? Nhìn thấy khí thành, cổ minh ma tôn cười lạnh, cũng không có dẫn dắt đại quân trực tiếp tiến công, mà lấy ra thiên ma kính. Khoảng thời gian này, sau khi hấp thu lượng lớn tinh huyết của nhân tộc cùng yêu tộc, thiên ma kính nguyên bản toàn thân đen kịt, đã biến thành màu máu yêu dị, ở dưới cổ minh ma tôn thôi thúc, thiên ma kính lập tức tỏa ra một đạo lực lượng không gian mông lung, trên đường chân trời, cổ ma chi địa ẩm ẩm xuất hiện, va chạm về phía khí thành. Đùng, đại lục đạt mấy trăm ngàn dặm, trong nháy mắt đập vào thời quang xa hải một tòa đại lục phạm vi mấy trăm ngàn dặm xung kích mặt đất đây là uy thế cỡ nào sóng trùng kích khủng bố hầu như anh toàn bộ hoang mạc đảo ngược khí thành khổng lồ cũng đồng dạng bị đụng bay ra ngoài đập xuống ở trong hoang mạc phảng phất như một món đồ chơi ở trong nháy mắt khí thành bị đập bay trong khí thành đột nhiên dâng lên một vầng sáng mông lung vững vàng khóa chặt rất nhiều cường giả bên trong làm cho mọi người dù đung đưa kịch liệt nhưng vẫn không bị tổn thương gì ô thành trì này dĩ nhiên không có bị hủy cổ minh ma tôn lấy làm kinh hãi có điều rất nhanh cười lạnh một tiếng lần thứ hai thôi thúc cổ ma chi địa ầm cổ ma chi địa như một chiếc chiến hạm ầm ầm va chạm về phía khí thành đùng khí thành lần thứ hai loáng một cái lần này tầng phòng ngự của toàn bộ thành trì gợn sóng kịch liệt tựa như lúc nào cũng muốn nổ tung ra trong lòng đám người cổ hỗn thành chủ tuyệt vọng vốn bọn họ lui giữ khí thành cũng là bởi vì khí thành chính là một vị đại năng thời đại viễn cổ luyện chế Phòng ngự cực kỳ đáng sợ, trừ khi cường giả thánh cảnh, bằng không cường giả bán thánh như Cổ Minh Ma Tôn là căn bản không có cách công phá khí thành phòng ngự. Nhưng khiến đám người cổ hỗn thành chủ không nghĩ tới chính là, linh ma tộc dĩ nhiên trực tiếp điều khiển cổ ma chi địa công kích khí thành, khí thành phòng ngự mạnh hơn, cũng không thể ở dưới cổ ma chi địa oanh kích mà hoàn hảo vô khuyết. Mà một khi khí thành bị cổ ma chi địa đánh tan, hết thảy cường giả tụ tập ở trong khí thành đều sẽ trong nháy mắt vẫn lạc, không một may mắn sống sót. Không có cách nào chỉ có thể cùng bọn họ liều mạng. Gian nan suy nghĩ, đám người cổ hỗn thành chủ rốt cuộc làm ra lựa chọn, chậm rãi chờ chết, không bằng cùng linh ma tộc và thánh thành liều mạng. Giết, không chờ cổ ma chi địa lần thứ ba va chạm, cổ hỗn thành chủ trước tiên mở ra tầng phòng ngự của khí thành, xuất lĩnh vô số cường giả điên cuồng giết về phía đám người cổ minh ma tôn. Hừ, rốt cuộc cam lòng đi ra sao, cổ minh ma tôn cười lạnh một tiếng. Nhìn cường giả linh ma tộc cùng khôi lỗi quát lên. Giết, giết sạch tất cả mọi người trước mặt, chờ những người này vừa chết, toàn bộ thiên huyền đại lục đều sắp trở thành trại chăn nuôi của linh ma tộc chúng ta. Cổ minh ma tôn vừa dứt lời, phía sau hắn rất nhiều khôi lỗi linh ma tộc dồn dập xông ra ngoài, cùng đám người cổ hỗn thành chủ chém giết. ầm ầm, một trận đại chiến, cứ như vậy bạo phát, cường giả nhân tộc và linh ma tộc cùng với cường giả thánh thành, trong nháy mắt chém giết va chạm. Xì xì, vẹn vẹn vừa đối mặt, bầu trời liền bị máu tươi nhuộm đỏ, lượng lớn cường giả phảng phất như sủi cảo, dồn dập vẫn lạc. Ha ha ha, còn muốn phản kháng, quả thực là ý nghĩ kỳ lạ. Cổ Minh Ma Tôn vỗ ra một trường, xông vào phía trước, rất nhiều cường giả nhân tộc như gạt lúa mạch vẫn lạc, dưới một trường chỉ ít vẫn lạc trăm người, trong đó không thiếu vũ đế nhất trọng nhị trọng. Thậm chí là vũ đế tam trọng cũng không phải một chiêu chi địch của Cổ Minh Ma Tôn. Đáng ghét, Cửu Thiên Huyền Hồn Tháp, thần đạo tử nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên thúc động Cửu Thiên Huyền Hồn Tháp, trấn áp về phía Cổ Minh Ma Tôn. Điểm ấy công kích, quá yếu. Cổ Minh Ma Tôn cười một tiếng, một quyền nổ ra, trong nháy mắt đánh bay Cửu Thiên Huyền Hồn Tháp ra ngoài, một luồng lực lượng kinh người phản chấn vào trong cơ thể Thần Đạo tử, nhất thời chấn Thần Đạo tử thổ huyết bay ngược. Không được, cường giả linh ma tộc này quá mạnh mẽ, chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Vẻ mặt Thần Đạo tử cho nguội, chỉ là không có ai có thể chống đỡ được Cổ Minh Ma Tôn, linh ma tộc sẽ trước sau chiếm thượng phong. Ha ha ha, giết, không chỉ Cổ Minh Ma Tôn, còn có vài tên bán thánh còn lại của linh ma tộc. Cùng với Diệp Thiên Thánh chủ, Cận Ly Phó Thánh chủ, Long Đạo nhân đều đang điên cuồng giết chóc, mỗi một lần ra tay đều có tảng lớn cường giả vẫn lạc, đẫm máu trời cao. Luận cường giả cấp bậc bán thánh, một phương linh ma tộc có cổ minh ma tôn cùng Phúc Thiên ma thánh. Cộng thêm ba người Diệp Thiên, số lượng không phải số ít. Chương 1917, chiến thương đột phá 2. Mà một phương nhân tộc chỉ có thần đạo tử, Hắc Long cung chủ, Thiên dược đại sư, Cổ Hỗn thành chủ còn lại coi như là giao nguyệt vũ đế, công dương vũ cùng phiêu miểu cung, chiến vương môn, lăng thiên tông, xích nguyệt tông, đều chỉ là ở cửu giai tam trọng đỉnh phong, chưa bước vào bán thánh. Bởi vậy ở phương diện cường giả đỉnh phong, nhân tộc liên minh căn bản không có cách cùng linh ma tộc và thánh thành so sánh. May mắn chính là, biết trận chiến này trọng yếu, đan tháp cất giấu rất nhiều đan dược đỉnh phong, cùng với khí thành cất giấu một ít huyền binh chiến giáp tất cả đều lấy ra, lúc này mới cứu vãn lại một đường thời cơ, miễn cưỡng chặn lại đám người của Minh Ma Tôn tiến công. Nhưng cho dù như thế, nhân tộc liên minh vẫn liên tục bại lui, mỗi thời mỗi khác đều có lượng lớn cường giả vẫn lạc. Mà để đám người thần đạo tử kinh nộ chính là, không chỉ Linh Ma Tộc đang điên cuồng giết chóc, đám người Diệp Thiên Thánh chủ cũng trắng trợn giết chóc, vẫn không thả sự chú ý ở trên người bọn hắn. Đáng chết, hai mắt thần đạo tử hoàn toàn đỏ ngầu, không ngừng nuốt xuống đan dược của đan tháp, khai quật tiềm năng bản thân, không ngừng chống đối biết rõ kết quả cuối cùng rất có thể sẽ chết, nhưng không có một người đồng ý từ bỏ. Đây là một hồi huyết chiến liên quan đến chủng tộc sinh tồn, mỗi người đều dốc hết toàn lực. Ầm ầm, ngay thời điểm nhân tộc không ngừng lùi lại, mắt thấy không kiên trì được. Một luồng khí tức kinh người, đột nhiên ở vùng thế giới này bắt đầu bay lên. Ha ha ha, hấp thu nhiều linh hồn như vậy, tu vi của bổn tôn chủ rốt cuộc đột phá bán thánh, trên đại lục này, ta là tối cao. Một tiếng cười hưng phấn đột nhiên vang vọng thiên địa. Chỉ thấy trên đường chân trời, cả người chiến thương tỏa ra ma khí ngập trời, một luồng khí thức mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn không ngừng tản mát, đồng thời còn đang không ngừng kéo lên, cái uy thế kia, so với cổ minh ma tôn không kém chút nào. Chiến thương biến hóa, nhất thời gây nên chú ý của mọi người. Hư, chỉ là đột phá bán thánh mà thôi, liền muốn xưng bá toàn bộ đại lục, người trên mảnh đại lục này, quả nhiên là tầm mắt thấp kém đáng thương. Một tên cường giả bán thánh trong linh ma tộc cười lạnh, thân hình đột nhiên loáng một cái. Trong nháy mắt đi tới trước mặt chiến thương, một trưởng đánh vào trên người chiến thương. Ầm, um, lực lượng kinh khủng trực tiếp chấn động vào trong cơ thể chiến thương, nhưng vẻ mặt của chiến thương không có một chút biến hóa, trái lại lạnh lùng nhìn chằm chằm cường giả bán thánh linh ma tộc kia, cười gần nói: "Dám bất kính với bổn tôn chủ, ngươi là đang tìm cái chết sao?" Cười gần, trong hai con người của chiến thương đột nhiên bắn ra linh hồn xung kích, lập tức nhảy vào trong đầu cường giả linh ma tộc kia. "A!" À, cường giả linh ma tộc kia kêu thảm một tiếng chật vật bay ngược ra ngoài, trong miệng phun ra ma huyết. Cái gì, tất cả mọi người đều bị tình cảnh này sợ hết hồn. Cường giả linh ma tộc bán thánh, mỗi một cái thực lực đều cực kỳ kinh người, tuy không bằng cổ minh ma tôn, nhưng cũng không phải bất luận cường giả bán thánh nhân tộc nào có,